dê quý trời cho. Chương 881, trâu già gặm cỏ non. Chu Tước nghe thấy lời của Thanh Long, lập tức trợn mắt, mở miệng nói, anh cả, anh đừng nói linh tinh. Thanh Long không có để tâm đến Chu Tước, mà nhìn hai người Bạch Hổ với Huyền Vũ, mở miệng hỏi, các em còn nhớ trước đây có một hóa cảnh gia nhập chúng thần điện, chọc phải em út, em ấy lúc đó làm thế nào không? Cái này em nhớ, lúc đó em út trực tiếp tìm em, bảo em qua đó giúp nó chút giận, em qua đó lý luận vài câu với người đó, phát hiện người đó quả thật có hơi vô lý gây sự, cho nên bèn ra tay đánh anh ta một trận. Huyền Vũ vóc người cao lớn lập tức nói một câu. Nếu như anh nhớ không nhầm, lúc đó cũng là báo danh, em út cảm thấy người đó chọc đến mình thì trực tiếp chạy đi tìm người, nhưng lần này em ấy vậy mà nhịn được khi báo danh kết thúc, trong đó thậm chí còn nói chuyện vài câu với người ta, các em cảm thấy ý vị này là gì? Thanh Long lại mỉm cười mở miệng hỏi. Bạch Hổ vỗ đùi, mở miệng nói, ý này chính là em út có ý với người ta. Anh hai, anh nói ăn nói linh tinh, em sau này không thèm để ý anh nữa. Chu Tước nghe thấy hai người vậy mà nói mình như vậy, tức đến mức dậm chân, trên mặt còn lộ ra tia thẹn thùng. Nghĩ lại, cảm thấy lời anh cả nói có đạo lý, em út đây là lần đầu tiên có thể nhịn như vậy, hơn nữa trước đây người khác nếu như chiếm tiện nghi của em ấy, không kêu chúng ta chặt tay của người ta xuống không được, bây giờ vậy mà chỉ nói với chúng ta em ấy bị bắt nạt, quả thật có uẩn khúc. Huyền Vũ cũng nói theo một câu. Chu Tước bị ba người bọn họ nói như vậy thì có một loại xúc động muốn xông đến chỗ Lâm Thanh Diện để giết anh, cô ta rõ ràng đến mời ba người anh của mình đến giúp thu thập Lâm Thanh Diện, thế nào ba người này lại ở đó bắt đầu phân tích mình có phải có ý với Lâm Thanh Diện hay không chứ? Các anh ở đó mà suy đoán viễn vông, tên đó nhỏ hơn em mấy tuổi, em sao có thể có ý với cậu ta, hơn nữa cậu ta hạ lưu còn tự cho mình là đúng như thế, em sao có thể nhìn chúng loại người này chứ? Chu Tước giả vờ trấn định nói một câu với ba người Thanh Long. Thanh Long mỉm cười, nói với Chu Tước, em út, tuổi của em đã không nhỏ nữa, cho dù em chỉ 29 tuổi, cũng đã coi như là cô gái lớn rồi, những năm này em luôn cảm thấy người bên cạnh không xứng với em, cho nên trước giờ đều không suy nghĩ đến chuyện nam nữ, nhưng nếu như em còn kéo dài nữa, sau này thật sự không có ai cần đâu. Đúng đấy em út, thiên phú của Lâm Thanh Diện này còn mạnh hơn nhiều so với lúc đầu của chúng ta. 20 mấy tuổi đã là nửa bước hóa cảnh, cho dù em bây giờ đột phá, cũng không so được với thiên phú của cậu ta, tuổi nhỏ hơn vài tuổi thì sao chứ, trâu già gặm cỏ non, em tìm người nhỏ hơn mình, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Bạch Hổ trông có chút thông minh mỉm cười nói một câu. Anh mới là trâu già, Chu Tước lập tức phản bác một câu. Có điều nghe thấy ba người anh của mình nói như thế, cô ta quả thật ý thức được tuổi của mình đã không nhỏ, tuy thực lực khiến dung mạo của cô ta trông rất trẻ trung. Nhưng sự thật không thể thay đổi được. Hơn nữa nhìn như vậy, thiên phú của Lâm Thanh Diện dường như cũng xứng với mình. Ai ya, đây là đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế, mình sao có thể nảy sinh ý nghĩ với tên nhóc đó được. Chu Tước mau chóng lắc đầu mình, cô ta sắp bị ba người Thanh Long tẩy não rồi. Hai đứa xem, em út vậy mà bắt đầu do dự rồi, xem ra thật sự bị chúng ta nói trúng rồi. Thanh Long mỉm cười mở miệng. Chu Tước bỗng phẫn nộ. Nói em đến tìm các anh giúp đỡ, không phải để các anh ở đây thay em lo chuyện cưới gả đâu, các anh có giúp em thu thập tên đó không, nếu như không giúp thì em đi tìm người khác. Giúp giúp giúp, nếu em út đã mở miệng rồi, tụi anh tự nhiên phải giúp, chúng ta bây giờ đi tìm tên nhóc đó, hỏi cậu ta tại sao muốn chiếm tiện nghi của em út của chúng ta. Thanh Long bỗng nói rất nghiêm túc, nói xong còn đưa mắt với Bạch Hổ và Huyền Vũ. Chu Tước hậm hực đi ra ngoài, ba người Thanh Long cùng cô ta đi ra ngoài. Khí thế bừng bừng đi tìm Lâm Thanh Diện, tính sổ. Trong một căn phòng trong một kiến trúc nào đó trong sơn mạch, Lâm Thanh Diện đang ngồi trước máy tính, trước đó dưới sự sắp xếp của Chu Tước, anh đã đại khái hiểu vài chuyện của chúng thần điện, hơn nữa nhận được một tài khoản có thể đăng nhập vào trang mạng của chúng thần điện. Lúc này anh đang dạo một vòng trên trang web của chúng thần điện, nghĩ xem có thể tìm được thông tin về ngưng hồn ngọc hay không. Nhiệm vụ chủ yếu trên trang web này của chúng thần điện chính là dùng để phân bổ nhiệm vụ cho các thành viên của chúng thần điện, đồng thời cũng có thể khiến thành viên ở trên đó trao đổi thông tin, trao đổi đồ, và dùng điểm cống hiến của mình ở trên web có thể trực tiếp đổi vật phẩm mình muốn. Chúng thần đại có cái kho như vậy, trên web đều sẽ hiển thị, đồng thời một số thứ Lâm Thanh Diện muốn biết cũng đều có thể tìm hiểu ở trang web này. Chỉ có điều Lâm Thanh Diện bây giờ vừa gia nhập chúng thần điện, quyền hạng còn rất thấp. Cho nên chỉ có thể ở trên web nhìn thấy một số đồ cơ bản, có một số tin tức và bí mật tương đối quan trọng, Lâm Thanh Diện vẫn chưa có tư cách để xem.
Anh ở thanh tìm kiếm trên web nhập ba chữ ngưng hồn ngọc, rất nhanh bên trên liền xuất hiện một số thông tin của ngưng hồn ngọc, Lâm Thanh Diện cẩn thận xem kỹ lại, phát hiện muốn lấy được ngưng hồn ngọc cần tích đủ 300.000 điểm cống hiến mới có thể đổi. Mà trong những nhiệm vụ đó của chúng thần điện, bắt được một cao thủ hóa cảnh, mới có thể được 50.000 điểm cống hiến, điều này tương đối với việc Lâm Thanh Diện phải đi bắt được 6 cao thủ hóa cảnh, mới có thể đổi lấy được ngưng hồn ngọc. Những người trên bảng treo thưởng sẽ đổi được điểm cống hiến nhiều hơn một chút, nhưng top 3 người đứng đầu Lâm Thanh Diện căn bản không cần nghĩ, trừ Tần Trường Sinh, hai hóa cảnh một người hậu kỳ một người trung kỳ ra, Lâm Thanh Diện đi tìm bọn họ sẽ chỉ nộp mạng mà thôi. Mà từ vị trí thứ 4 đến thứ 10, đều là hóa cảnh sơ kỳ, cho nên điểm cống hiến của bọn họ cũng không có cao lắm, trừ người đứng thứ 10 được 50.000 điểm cống hiến, những người kia đều là 60.000 điểm cống hiến. Nhìn thấy điều kiện này, Lâm Thanh Diện bỗng nhíu mày, không ngờ giá trị của ngưng hồn ngọc vậy mà cao như thế anh há không phải phải đi bắt 6 cao thủ hóa cảnh, mới có thể tích đủ điểm cống hiến hay sao? Dựa vào thực lực nửa bước hóa cảnh, muốn đánh bại 6 cao thủ hóa cảnh, không phải là chuyện dễ dàng. Quan trọng nhất là Lâm Thanh Diện căn bản không biết phải đi đâu tìm những cao thủ hóa cảnh này. Ngưng hồn ngọc này rốt cuộc có bí mật gì? Tại sao chúng thần điện lại coi trọng như vậy? Đây lẽ nào là loại ngọc tương đối thần kỳ? Hay là nói, ngưng hồn ngọc này có tác dụng gì mà mình không tưởng tượng ra được? Lâm Thanh Diện lẩm bẩm tự nói với mình. Khi Lâm Thanh Diện đang băn khoăn phải làm sao mới có thể tích được 300.000 điểm cống hiến, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Thanh Diện, cậu mau cút ra đây cho tôi đến tìm cậu tính sổ. Ba người anh của tôi đều theo tôi đến rồi, tôi xem cậu còn hung hăng ở trước mặt tôi như nào nữa. Chương 882, tôi đã kết hôn rồi. Lâm Thanh Diện nghe thấy âm thanh bên ngoài truyền vào, lập tức nhíu mày, không ngờ Chu Tước vậy mà nhanh như vậy đã tìm đến rồi. Anh rời khỏi chiếc máy tính, đi đến chỗ cửa, sau khi mở cửa ra, nhìn thấy Chu Tước mặt mày tức tối đứng ở trước cửa, mà đằng sau cô ta có ba người đàn ông khí thế mạnh mẽ đang đứng. Lâm Thanh Diện dễ dàng cảm nhận được loại uy thế tỏa ra từ trên người của ba người đàn ông này, rất chắc chắn ba người này đều đã đạt tới hóa cảnh, hơn nữa có hai người nhìn trông không phải là cao thủ hóa cảnh bình thường. Thiết nghĩ chắc đã vượt qua trình độ hóa cảnh sơ kỳ. Chu Tước nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi ra, lập tức lườm anh, nghĩ đến ba người anh của mình nói cô ta có ý với Lâm Thanh Diện, trong lòng cô ta càng tức hơn, cô ta sao có thể hứng thú với thằng nhóc thối này chứ? Ba người này là anh của tôi, thực lực của ba người bọn họ, cho dù ở trong chúng thần điện đều là sự tồn tại đỉnh tiêm, cậu bây giờ mau chóng xin lỗi tôi còn có thể niệm tình thiên phú của cậu không tệ tha cho cậu một lần. Nếu không tôi bảo người anh của tôi sẽ không khách sáo với cậu. Chu Tước mở miệng nói. Lâm Thanh Diện liếc nhìn ba người đằng sau cô ta, ánh mắt lại rơi trên người Chu Tước, không hề yếu thế, tôi không có làm gì sai, tại sao phải xin lỗi cô? Chu Tước dựng ngược lông, mở miệng nói, cậu đấp sờ đùi của tôi rồi, lẽ nào đây còn gọi là không làm cái gì sao? Tôi đã giải thích với cô rồi, trong chiến đấu tôi không cố kỵ nhiều như thế. Lâm Thanh Diện mở miệng. Các anh nhìn thấy chưa, tên này chính là loại không biết xấu hổ như vậy, bây giờ vậy mà còn hùng hổ như vậy. Chu Tước xoay người nhìn ba người Thanh Long nói một câu. Lâm Thanh Diện không có cảm thấy mình nói gì sai, trong lòng nghĩ nếu như ba người này thật sự muốn làm khó mình, vậy thì đánh với bọn họ một trận, cho dù đánh không thắng, cũng không thể để mặc người phụ nữ này nói gì thì là cái đó được. Sau khi Thanh Long nghe thấy lời của Chu Tước, lập tức mỉm cười, sau đó trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện. Mỉm cười nói, người anh em chúng ta vào trong nói chuyện. Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng cùng đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, đẩy Lâm Thanh Diện vào trong phòng. Trong lòng Lâm Thanh Diện đã vô cùng cảnh giác, chỉ cần bọn họ ra tay với mình, anh lập tức sử dụng bí pháp, khiến thực lực của mình đạt đến mức độ mạnh nhất, sau đó ra tay với ba người này. Cho dù một mình anh không địch lại ba cao thủ hóa cảnh bọn họ, dưới lúc bạo phát, cũng có thể khiến bọn họ nếm một chút đau khổ. Người anh em, cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải đến tìm cậu gây phiền phức, cậu cũng không cần căng thẳng, chúng tôi sẽ không ra tay với cậu. Thanh Long chú ý đến trạng thái của Lâm Thanh Diện, mỉm cười nói một câu. Đúng đúng đúng, chúng tôi sẽ không ra tay, chúng tôi chỉ hỏi cậu vài chuyện thôi. Bạch Hổ mở miệng. Nói đúng, chúng tôi chỉ đến hỏi cậu vài vấn đề mà thôi. Huyền Vũ cũng mở miệng theo. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của ba người bọn họ, trong lòng thấy kỳ lạ. Không biết bọn họ đây là có chiêu trò gì. Các người muốn hỏi cái gì? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Ha ha ha,
Chúng tôi thật ra chỉ muốn hỏi cậu thích cô gái như thế nào, đối với cô gái lớn tuổi hơn mình liệu có để ý hay không, có thể chấp nhận tình yêu chị em không? Thanh Long mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện bỗng sững ra, câu hỏi này, là cái gì với cái gì? Chu Tước theo đằng sau bọn họ nghe thấy lời này của Thanh Long, cũng mở to mắt, quát Thanh Long, em bảo các anh đến giúp em tính sổ với tên này, các anh hỏi mấy vấn đề này là có ý gì? Thanh Long liếc nhìn Chu Tước, mở miệng nói, em út, tụi anh vì chuyện chung thân đại sự của em mà suy nghĩ, em đừng làm loạn ở đây nữa, đợi tụi anh giúp em hỏi rõ, như thế sau này em cũng dễ chung sống với người ta. Nói xong, ông ta tiếp tục nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi cậu cảm thấy em út của chúng tôi như thế nào? Tính khí của nó có hơi nóng nảy một chút, thật ra cũng chỉ ngoài lạnh trong nóng thôi, bình thường vẫn rất dịu dàng. Phải, mấy người chúng tôi đều nhìn nó trưởng thành, nó cũng được chúng tôi chiều bên mới kiêu ngạo một chút. Thật ra nếu như cậu thật muốn có thế đè khí thế của nó xuống, nó chắc chắn sẽ rất dịu dàng nghe lời. Bạch Hổ mở miệng. Em út của chúng tôi lớn lên xinh đẹp, hơn nữa thiên phú cũng không tệ, là một cô gái mà nói đã rất lợi hại rồi. Điện chủ nói nó rất có hy vọng đột phá hóa cảnh, thiên phú của cậu với nó thật sự tuyệt đối xứng đôi. Khuyết điểm duy nhất chỉ là tuổi của nó lên hơn cậu một chút. Có điều tục ngữ có câu nói rất hay, phụ nữ hơn chồng 3 tuổi, còn giúp chồng gặp may mắn, đây là chuyện tốt. Huyền Vũ cũng mở miệng. Lâm Thanh Diện nhìn ba người đang ép mình, anh còn tưởng ba người này đến chút giận cho Chu Tước, không ngờ vậy mà bắt đầu tác hợp cho anh với Chu Tước, đây là trò đùa gì vậy? Chu Tước nghe ngữ khí của ba người đàn ông giống như đang xem mặt cho cô vậy, vừa thẹn vừa tức, hận không thể tìm cái hố vào chui vào. Ba vị tiền bối hiểu lầm rồi, tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa còn có một cô con gái rồi, tôi cảm thấy ba người có thể đã tìm sai người rồi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Ba người Thanh Long sau khi nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện thì đều trợn mắt, Thanh Long càng kinh ngạc hô lên, cái gì? Đã kết hôn rồi, lần này xong rồi, không dễ gì có một người có thể trị được em út, kết quả vừa xuất hiện đã mất hy vọng rồi, cứ như thế này, em út đến khi nào mới có thể gả đi? Chu Tước lúc này đã cảm thấy mình mất hết mặt mũi rồi, cô trực tiếp đi đến trước mặt Thanh Long, kéo lỗ tai của Thanh Long, mở miệng nói, ba người các anh thật sự quá đáng rồi đấy. Bây giờ mặt mũi của em đều mất hết rồi, em hôm nay không tìm được tên này gây chuyện nữa, em muốn chút giận lên người các anh. Nói xong, Chu Tước bèn kéo tai của Thanh Long đi ra bên ngoài. Bạch Hổ và Huyền Vũ thấy cảnh này, đều mau chóng xoay người đi ra. Chu Tước lườm hai người bọn họ quát, hai người các anh cũng đừng hòng thoát. Bà cô hôm nay không xong với các anh đâu. Lâm Thanh Diện thấy bọn họ như gà bay chó nhảy từ trong phòng của mình rời đi. Trên mặt vẫn mang theo tia nghi hoặc cũng sự ngây ngốc, ba người anh của Chu Tước sao lại cảm thấy mình có thể trị được Chu Tước, vậy mà còn muốn tác hợp cho anh và Chu Tước. Chỉ suy nghĩ thôi mà sống lưng của Lâm Thanh Diện cũng tỏa ra hàn khí. Có điều Chu Tước này quả thật đến tuổi lấy chồng rồi, giờ nếu như còn không gả đi, với tính khí này chắc chắn sẽ càng ngày càng tệ. Thật ra anh cũng chú ý thấy bản chất con người của Chu Tước không xấu, chỉ là có hơi quá cường thế mà thôi, nếu như cô có thể dịu dàng một chút. Có lẽ đã tìm được một nửa phù hợp rồi. Đương nhiên, Chu Tước có thể tìm được một nửa kia hay không, không phải chuyện anh phải nhọc lòng. Điều anh bây giờ cần phải làm nhất chính là nghĩ cách nào tích được 300.000 điểm cống hiến, lấy được ngưng hồn ngọc đi tìm sư phụ. Nghĩ như thế, Lâm Thanh Diện lần nữa ngồi trước máy tính, tiếp tục tìm kiếm nội dung trên web. Chương 883, Nguy cơ của Hứa Bích Hoài. Kinh Đô. Ga tàu hỏa. Ba bóng người từ bên trong đi ra. Một già một trẻ đi theo một thân hình thẳng thắp, bước chân vững chãi, nhìn đằng sau khoảng hơn 50 tuổi, vô cùng cung kính. Người trẻ tuổi trong một già một trẻ đó chính là họ hàng xa của nhà họ Hứa ở Dương Thành mà Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài gặp mặt trên đảo Ánh Trăng, Hứa Thông. Lúc đó trên đảo Ánh Trăng, Hứa Thông này cùng bạn gái của anh ta không ít lần gây chuyện với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, coi như trong chuyến du lịch đó của bọn họ, họ chính là điều duy nhất khiến bọn họ mất hứng. Ông cụ đi cùng với Hứa Thông chính là ba của anh ta, Hứa Bình Nguyên, người này với Hứa Mạn Tranh coi như là anh em họ, chỉ có điều hai nhà rất ít qua lại, trước kia nhà họ Hứa ở Dương Thành luôn cười nhạo nhà họ Hứa ở Hồng Thành. Mãi đến sau này Hứa Thông ở đảo Ánh Trăng từ trong miệng của Lương Cung Ngạn Sương biết được Lâm Thanh Diện là cậu chủ của nhà họ Lâm ở Kinh Đô, Hứa Bích Hoài đã trở thành mợ chủ của nhà họ Lâm, nhà họ Hứa ở Dương Thành mới coi trọng địa vị của nhà họ Hứa ở Hồng Thành. Chỉ có điều lúc này Hứa Thông coi như đã chọc giận Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, bọn họ sau khi biết thân phận thật sự của Lâm Thanh Diện, bởi vì sợ Lâm Thanh Diện trả thù,
cho nên rời khỏi đảo ánh trăng trước, sau khi trở về cũng lo sợ một khoảng thời gian rất dài, cả nhà họ Hứa ở Dương Thành đều căng thẳng rất lâu. Sau đó phát hiện Lâm Thanh Diện không có tìm bọn họ gây phiền phức, lúc này mới từ từ yên tâm. Lúc này Hứa Bình Nguyên còn muốn dựa vào quan hệ họ hàng bắt bọn họ với nhà họ Lâm, nhưng suy nghĩ lại Lâm Thanh Diện không có tìm bọn họ gây phiền phức đã không tệ rồi, nếu như đến nịnh nọt, không chừng sẽ chọc giận nhà họ Lâm, cho nên đánh tan suy nghĩ này. Người đi phía trước Hứa Bình Nguyên và Hứa Thông trên người mang theo khí thế lăng lệ, sau khi người xung quanh cảm nhận được thì đều tránh ra, vô thức cho rằng người này không dễ chọc. Nếu như Lâm Thanh Diện có ở đây, anh có thể nhận ra, người đàn ông này chính là Chu Thác, người đứng thứ 7 trên bảng treo thưởng của chúng thần điện. Tuy lúc này Chu Thác bộ dạng có khác biệt rất lớn so với trong ảnh, nhưng từ một vài chi tiết vẫn có thể phân biệt ra được người này chính là Chu Thác. Chỉ có điều mấy năm nay Chu Thác đã đổi vô số thân phận, cho dù chúng thần điện muốn tra được ông ta, cũng không dễ dàng. Chu Thác đi cùng với người của nhà họ Hứa ở Dương Thành cũng coi như là một sự trùng hợp, lúc đó Chu Thác ở Dương Thành bản thân bộc phát, muốn tìm cô gái có nhan sắc chơi đùa, vừa hay nhìn chúng một cô gái của nhà họ Hứa ở Dương Thành. Lúc đó ông ta chỉ thấy bóng lưng của cô gái này, cảm thấy nhan sắc không tồi, bèn lặng lẽ đi theo về nhà họ Hứa ở Dương Thành. Nhưng sau khi đến nhà họ Hứa ở Dương Thành, Chu Thác phát hiện cô gái đó nhan sắc rất bình thường, cũng chỉ là bóng lưng đẹp một chút, trong lòng đương nhiên tức giận. Chu Thác đã có thực lực hóa cảnh, đối với yêu cầu nữ sắc vẫn rất cao, mấy năm nay phụ nữ qua tay ông ta, không ai không phải là mỹ nữ. Sau khi nhìn thấy dung mạo của cô gái nhà họ Hứa ở Dương Thành đó, Chu Thác bỗng cảm thấy mình có loại cảm giác bị lừa. Cho nên ông ta lúc đó muốn diệt sạch người của nhà họ Hứa ở Dương Thành, sau đó rời khỏi Dương Thành. Chu Thác ở trước mặt người của nhà họ Hứa ở Dương Thành thi triển thủ đoạn của cao thủ hóa cảnh, hơn nữa tỏ rõ mình rất tức giận, muốn giết bọn họ. Người của nhà họ Hứa ở Dương Thành sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Chu Thác, bỗng cho rằng Chu Thác là thần tiên hạ phàm. Trên tay vậy mà có thể phóng ra ánh sáng, điểm nhẹ vào tảng đá lớn của nhà bọn họ thì nát vụn, thật sự quá khủng bố, cho nên đều vội quỳ xuống xin tha. Chu Thác tỏ ý mình không có chơi được cô gái xinh đẹp, cho nên ai xin tha cũng vô dụng. Lúc này Hứa Văn trong nảy ra ý nghĩ, nói với Chu Thác nhà bọn họ có một người họ hàng ở Kinh Đô, nhan sắc thuốc dạng nhất lưu, còn có tiếng là đại mỹ nữ số một của Kinh Đô, Chu Thác nếu như nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Mọi người của nhà họ Hứa ở Dương Thành sau khi nghe thấy lời của Hứa Thông bỗng hiểu ra anh ta đang muốn dẫn họa đi, vì thế đều hùa theo anh ta nói thật sự là như thế. Dù sao lấy nhan sắc của Hứa Bích Hoài, thật sự tính là mỹ nữ hàng đầu, ban đầu cô còn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của Hồng Thành, tuy đệ nhất mỹ nữ của Kinh Đô trong lời nói của Hứa Thông không đúng lắm, nhưng tình cảnh này, anh ta bắt buộc phải nói quá lên, mới có thể dẫn dắt được sự chú ý của Chu Thác. Chu Thác sau khi nghe thấy quả nhiên hứng thú. Bèn hỏi vị mỹ nữ họ hàng của nhà bọn họ ở đâu, Hứa Thông nói chỉ cần Chu Thác có thể tha cho bọn họ, anh ta sẽ dẫn Chu Thác đến tìm mỹ nữ họ hàng kia. Chu Thác háo sắc thành thói, nhất là đối với loại đệ nhất mỹ nữ lại càng có hứng thú rất lớn, sau khi nghe xong lời của Hứa Thông, ông ta cũng không có tính toán gì, bèn đồng ý với Hứa Thông. Cho nên ba người lúc này mới xuất hiện ở trạm tàu hỏa của Kinh Đô. Hai người Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên không hề lo lắng bọn họ làm như vậy sẽ chọc giận nhà họ Lâm, Chu Thác đã thi triển thủ đoạn thần thông như vậy, sao có thể sợ hãi một gia tộc dựa vào kinh doanh mà bá chiếm Kinh Đô chứ? Ở trước thực lực tuyệt đối, tiền tài và danh tiếng rõ ràng đều là phù du. Nếu mỹ nữ họ hàng mà các người nói không có xinh đẹp như trong lời của hai người nên biết mình sẽ có kết cục như thế nào? Chu Thác lạnh lùng nói. Hứa Thông lập tức nở nụ cười nói với Chu Thác, đại nhân ngài yên tâm, nhan sắc của Hứa Bích Hoài này tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng, chỉ có điều mỹ nữ Hứa Bích Hoài này đã kết hôn rồi. Ồ, thiếu phụ, cái này tôi thích, thiếu phụ chơi mới càng thú vị. Chu Thác lập tức niếm môi, trên mặt lộ ra nụ cười nham nhở. Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên cũng mỉm cười theo. Đại nhân, chỉ là Hứa Bích Hoài này bây giờ là mợ chủ trong nhà Lâm Thanh Diện ở Kinh Đô có lực lượng rất lớn. Đại nhân ngài trực tiếp đến cửa đòi người, chỉ sợ sẽ dẫn đến sự phản kháng của nhà họ Lâm, không bằng chúng tôi thay ngài đến nói chuyện với người của nhà họ Lâm thử. Hứa Bình Nguyên mở miệng hỏi một câu. Chu Thác suy nghĩ một lúc, bây giờ ông ta là đối tượng bị chúng thần điện tập chúng truy bắt, hành sự bắt buộc phải cẩn thận. Lâm Thanh Diện này tuy chỉ là gia tộc thế tục, nhưng lực lượng của bọn họ nếu như đủ lớn, vẫn sẽ khiến Chu Thác lộ hành tung.
Đến lúc đó Chu Thác bắt buộc phải thay đổi gương mặt lần nữa, trốn tránh sự truy bắt của chúng thần điện. Cho nên ông ta tuy háo sắc nhưng vẫn còn lý trí, không có định trực tiếp đến cướp người như thế. Bây giờ nghe thấy Hứa Bình Nguyên nói như vậy, ông ta cũng gật đầu, nếu như hai ba con Hứa Bình Nguyên có thể dụ người ra khỏi đưa đến cho ông ta, vậy tự nhiên không có gì tốt bằng. Nếu đã như vậy, vậy tôi cho hai người thời gian 3 ngày, 3 ngày này tôi sẽ đi loanh quanh ở Kinh Đô, hai người tốt nhất hiệu suất nhanh một chút, nếu như 3 ngày sau tôi không thấy người, bên phía nhà họ Lâm tôi sẽ đích thân đến, hai người cũng đừng mơ tiếp tục sống trên đời này nữa. Chu Thác nhàn nhạt nói. Đại nhân yên tâm, có uy thế của đại nhân ở đây, nhà họ Lâm cho dù có to gan hơn trời cũng không dám không giao người ra. Hứa Thông vội mỉm cười nói. Chương 884, gặp rắc rối lớn. Nhà tổ nhà họ Lâm. Trong phòng khách, hai người Hứa Bình Nguyên và Hứa Thông đang ngồi ở trên ghế, người giúp việc nhà họ Lâm đã mang trà lên cho hai người bọn họ. Lúc này Dư Tùng đang ở trong phòng khách nhìn chằm chằm hai người này, mặc dù hai người bọn họ nói mình là họ hàng của Hứa Bích Hoài nhưng Dư Tùng luôn cảm thấy hai người kia không có ý tốt. Không bao lâu sau, Hứa Bích Hoài và Tô Thành Hải cùng nhau từ bên ngoài đi vào, sau khi nhìn thấy Hứa Thông đang ngồi ở trong phòng khách, Hứa Bích Hoài lập tức nhíu mày. Vừa rồi lúc cô nghe được thông báo có họ hàng nhà họ Hứa tìm đến trong lòng còn cảm thấy kỳ quái một trận, cô không nhớ không nổi là người họ hàng nào đến tìm cô lúc này. Bây giờ thấy Hứa Thông, trong lòng Hứa Bích Hoài lập tức vô cùng phản cảm, lần trước sau chuyện ở đảo Ánh Trăng cô đã không còn coi Hứa Thông là họ hàng của mình nữa, không ngờ bây giờ ông ta còn chủ động tìm tới cửa. Ánh mắt cô lại rơi vào Hứa Bình Nguyên đang ngồi bên cạnh Hứa Thông, trong đầu Hứa Bích Hoài lập tức nổi lên một chút ấn tượng mơ hồ đối với người này, nếu như cô nhớ không lầm thì người này hẳn là cha của Hứa Thông. Tô Thành Hải không biết hai người kia là ai. Chỉ nghe nói là họ hàng nhà họ Hứa cho nên sau khi đi vào định nhiệt tình chào hỏi, nhưng lại bị Hứa Bích Hoài túm trở về. Tô Thành Hải hơi nghi ngờ một chút, nhưng nhìn thấy sắc mặt Hứa Bích Hoài rất khó coi nên đoán được hai người kia cũng không phải loại lương thiện gì, cho nên cũng không nói gì thêm. Các người tới đây làm cái gì? Hứa Bích Hoài lạnh lùng hỏi một câu. Hứa Thông nhìn thấy thái độ của Hứa Bích Hoài đối với bọn họ cũng giống như trong dự đoán, nếu là lúc trước. Hứa Bích Hoài dám đối với bọn họ như vậy thì chắc chắn anh ta cũng không dám nói gì, nhưng bây giờ anh ta đã làm việc cho Chu Thác, lòng tự tin cũng tăng lên cho nên sau khi nghe được Hứa Bích Hoài nói như vậy, lập tức cảm thấy khó chịu. Hứa Bích Hoài, dù thế nào thì chúng tôi cũng là họ hàng của cô, cha tôi còn là bậc cha chú của cô, tuổi của tôi cũng lớn hơn cô gặp chúng tôi không chào hỏi thì thôi lại còn dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với chúng tôi à? Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng mình gả vào nhà họ Lâm rồi thì có thể không để chúng tôi vào mắt à? Hứa Thông châm chọc nói. Dư Tùng đứng ở gần đó nghe được những lời này của Hứa Thông, lúc này ông ta đã tiến về phía trước một bước, trợn mắt chừng Hứa Thông, mở miệng nói ông không muốn sống nữa rồi đúng không? Dám nói với mợ chủ nhà họ Lâm chúng tôi như vậy. Dù thế nào thì Dư Tùng cũng là cao thủ nội kình đại thành, khí thế trên người không phải một người bình thường như Hứa Thông có thể chịu đựng được. Sau khi Hứa Thông nghe Dư Tùng nói xong lập tức giật mình kêu lên. Anh ta nhanh chóng rụt cổ lại, giả vờ như chấn định nhìn Dư Tùng một chút, sau đó lại chuyển hướng sang Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, cô đừng tưởng rằng cô cho người ta hù dọa tôi là tôi sẽ sợ. Hứa Bích Hoài, tôi nói cho cô biết, những ngày tháng an nhàn của cô sắp kết thúc rồi, cho dù có người của nhà họ Lâm che chở thì cô cũng chạy không thoát một kiếp này. Hứa Bích Hoài cau mày nhìn Hứa Thông, mở miệng hỏi, anh có ý gì? Hứa Bình Nguyên cười cười nhìn Hứa Bích Hoài, nói, Hứa Thông hơi thẳng tính một chút cô đừng để ý, thật ra chuyện này đối với cô mà nói cũng chưa chắc là chuyện xấu. Chúng tôi tới đây là để thông báo với cô rằng cô đã bị một nhân vật lớn để ý, ông ta yêu cầu cô trong vòng 3 ngày tới gặp ông ta, nếu không tới thì toàn bộ nhà họ Lâm cũng sẽ gặp nạn giống như cô. Chân mày Hứa Bích Hoài nhíu sâu hơn một chút, nhìn Hứa Bình Nguyên mở miệng nói, tôi coi ông là bậc cha chú nên mới không so đo với ông. Nhưng xin ông đừng ở đây nói hưu nói vượn nữa. Ha ha, cha tôi không hề nói hưu nói vượn, những điều ông ấy vừa nói đều là sự thật, nhân vật lớn kia nhà họ Lâm cũng không chọc nổi đâu, tốt nhất là cô vẫn nên ngoan ngoãn đi theo chúng tôi tới gặp nhân vật lớn kia đi, nếu không thì cô chứ chuẩn bị tốt tinh thần mà chịu đựng. Hứa Thông tức giận nói. Có người thích tôi, tại sao lại bảo các người tới tìm tôi? Khoảng cách từ Dương Thành đến Kinh Đô xa như vậy. Chẳng lẽ người ta là nhân vật lớn mà còn phải chạy tới tận Dương Thành tìm các người để bảo các người tới nói với tôi chuyện này à? Hứa Bích Hoài rất nhanh liền ý thức được chỗ không đúng của chuyện này. Trên mặt Hứa Thông lập tức lộ ra vẻ lúng túng,
đương nhiên ông ta không thể nào nói là vì tránh né mầm tai vạ cho nên mới đưa Hứa Bích Hoài vào miệng hổ. Tóm lại là chúng tôi đã truyền lời xong rồi, cô chỉ có thời gian 3 ngày để cân nhắc chuyện này, sau 3 ngày nếu cô không đồng ý thì vị nhân vật lớn kia sẽ đích thân tìm tới cửa, đến lúc đó đừng nói là nhà họ Lâm, ngay cả Thiên Vương tái thế thì cũng không thể bảo vệ nổi cho cô đâu. Hứa Thông tránh né câu hỏi của Hứa Bích Hoài. Đừng khoe khoang khoác lác ở đây nữa đi, ở kinh đô này còn chưa có ai dám nói lời này với nhà họ Lâm đâu, tôi thấy hai người các ông đúng là chán sống rồi, có cần tôi để các ông nếm một chút thế nào gọi là thống khổ hay không? Dư Tùng đi đến trước mặt hai người kia, dáng vẻ giống như muốn ra tay đánh hai người bọn họ. Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên đều rất sợ hãi, Hứa Thông vội nói, nếu ông dám làm gì chúng tôi thì vị nhân vật lớn kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Nhân vật lớn kia là cao thủ hóa cảnh trong truyền thuyết đấy, người giống như ông trong mắt ông ta chả là cái gì cả đâu. Cao thủ hóa cảnh, Dư Tùng lập tức sững sờ, ông ta cũng chưa từng nghe nói tới cái danh xưng này, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ. Hứa Thông sợ bọn họ không tin, cho nên vội vàng lấy điện thoại di động của mình ra, tìm được một video ở trong đó, đây là do một người của nhà họ Hứa ở Dương Thành quay lại được lúc Chu Thác Đại phát thần uy. Dư Tùng nhận lấy điện thoại của Hứa Thông nhìn chằm chằm vào video bên trong, sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn. Trước kia ông ta cũng chưa từng gặp cao thủ hóa cảnh nào, nhìn Chu Thác trong video quanh người giống như dùng hiệu ứng đặc biệt nên trong lòng vô cùng kinh ngạc, nếu cái này là thật, vậy thì thực lực của người này sẽ tới trình độ nào? Ông định lừa ai vậy, không phải cái này đang dùng hiệu ứng đặc biệt à, chẳng lẽ ông còn định dùng trò trẻ con này lừa phỉnh chúng tôi à? Dư Tùng trừng mắt với Hứa Thông. Tất cả mọi thứ trong video này đều là thật, nếu không ông nghĩ rằng vì cái gì bây giờ chúng tôi có thể bình tĩnh được như vậy. Hứa Thông vội vàng nói một câu. Dư Tùng nghe xong cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền cầm điện thoại tới cho Hứa Bích Hoài và Tô Thành Hải xem, sau khi hai người bọn họ xem xong cũng đều nhíu mày lại, không ngờ trên đời này còn có người lợi hại như vậy. Tôi cảm thấy vẫn nên cho hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân xem qua một chút đi, thực lực của hai người bọn họ rất mạnh, có lẽ có thể nhìn ra chút gì đó. Tô Thành Hải mở miệng. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, sau đó liền cho người đi gọi hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân tới. Rất nhanh sau đó, hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân đi tới đây, sau khi xem video trong điện thoại di động, rất nhanh đều nhíu mày lại. Lại là cao thủ hóa cảnh, lần này thật sự gặp phải phiền toái lớn rồi. Biết rõ cao thủ hóa cảnh rất kinh khủng nên Tiêu Vân mở miệng nói một câu. Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên thấy bọn họ phản ứng như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Nếu các người đã biết sự lợi hại của cao thủ hóa cảnh rồi vậy thì ngoan ngoãn nghe theo chúng tôi đi, vị nhân vật lớn kia chỉ muốn Hứa Bích Hoài thôi, chỉ cần các người để cô ta đi theo chúng tôi đi gặp vị nhân vật lớn kia là được. Hứa Thông mở miệng. Chương 885, một sợi tàn hồn. Dãy núi Côn Lôn. Trải qua hai ngày thích ứng, Lâm Thanh Diện đã khá quen thuộc với cơ chế vận hành của chúng thần điện cũng như quen thuộc với một số quy tắc ở nơi này, đồng thời cũng làm rõ cách lấy được ngưng hồn ngọc. Để đổi được ngưng hồn ngọc từ chúng thần điện, ngoại trừ tích lũy điểm cống hiến ra thì cũng không còn biện pháp nào khác, muốn tới nhà kho của chúng thần điện lấy trộm ngưng hồn ngọc hiển nhiên là không thực tế. Chỉ tứ đại cao thủ ở nơi này thôi, Lâm Thanh Diện đã không ứng phó lại được rồi, đây là còn chưa nói tới Quý Trường Thanh có thực lực cao thâm khó dò kia. Hơn nữa nhà kho của chúng thần điện ở nơi nào, chỉ có Quý Trường Thanh và mấy vị chủ chốt của chúng thần điện biết. Lâm Thanh Diện mới đến nên cũng không thể tìm ra vị trí nhà kho kia ở giữa núi non mênh mông này. Cho nên chuyện duy nhất có thể làm trước mắt cũng chỉ là mau chóng tích lũy công huân, sau đó đổi lấy ngưng hồn ngọc của chúng thần điện. Lâm Thanh Diện cũng không định đợi quá lâu ở tổng bộ của chúng thần điện, dù sao muốn tích lũy công huân thì anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ, mặc dù ở tổng bộ của chúng thần điện cũng có một số cơ hội thu hoạch được công huân nhưng chỉ dựa vào chút công huân tích lũy này thì không biết Lâm Thanh Diện phải đợi đến tận ngày tháng năm nào mới có thể đổi được ngưng hồn ngọc. Anh chỉ có thời gian tất cả là 3 năm mà bây giờ đã sắp hết nửa năm rồi, cho nên anh nhất định phải nắm chặt thời gian. Anh thu dọn đồ đạc của mình sau đó đi ra ngoài, anh dự định tới gặp Quý Trường Thanh một lần, nếu như Quý Trường Thanh không có chuyện gì khác thì anh sẽ rời khỏi dãy núi Côn Lôn và về nhà một chuyến. Suốt con đường đi đến ngọn núi trung tâm của chúng thần điện, cách rất xa, Lâm Thanh Diện đã có thể nhìn thấy ngôi nhà tranh trên đỉnh núi và một cây đa lớn ở bên cạnh ngôi nhà. Cách nhà tranh không xa có một cái bệ đá, bên trên đó được đặt đồ uống trà, nhìn qua là vừa có người uống qua trà nên còn chưa kịp dọn đi. Sau khi đi đến phía trước nhà tranh, Lâm Thanh Diện mở miệng gọi một tiếng, tiền bối,
không biết có thể ra gặp tôi một lần được không? Một lúc sau, Lâm Thanh Diện vẫn không nhận được câu trả lời. Chẳng lẽ không có ở đây? Trong lòng Lâm Thanh Diện dâng lên một tia nghi hoặc. Anh nghe người của chúng thần điện nói sau khi Quý Trường Thanh trở về vẫn luôn đợi ở trên núi chứ chưa hề xuống núi, nhưng bây giờ nơi này lại không nhìn thấy bóng dáng Quý Trường Thanh đâu. Coi như Quý Trường Thanh có chuyện gì đó nên đã đi tới một nơi mà anh không biết, Lâm Thanh Diện liền đi tới ngồi xuống trước bàn đá, định chờ ở chỗ này một lát. Lâm Thanh Diện cũng không biết, trong túp lều tranh nhỏ trên đỉnh núi này có một thông đạo ngầm nối liền các ngọn núi với nhau, chỉ cần đi xuống dọc theo thông đạo là có thể trực tiếp đến ngọn núi ở vị trí trung tâm. Ngọn núi này hoàn toàn trống rỗng, bên trong có một hang động lớn vô cùng rộng rãi, lúc này Quý Trường Thanh đang ở trong cái động rộng rãi này. Bên trong hang động mờ mịt, bên trong ngoại trừ lối đi kia thì những chỗ khác cũng không hề được cải tạo. Hiện tại ánh sáng trong hang động đều dựa vào mấy bó đuốc cho nên cũng không mấy sáng tỏ mà ngược lại còn hơi mờ mịt. Lúc này Quý Trường Thanh đang đứng ở trước một vách đá bóng loáng như gương, trước mặt của ông ta có một cái bàn, trên bàn có ngọn nến. Nhìn qua vách đá này cũng không giống như một vật cứng rắn, bên trong nó là một chất lỏng màu đen giống như đang chuyển động. Màu đen của chất lỏng kia không giống như ban đêm mà giống như là vực sâu, chăm chú nhìn kỹ một hồi thì sẽ có cảm giác giống như thể xác và tinh thần đều muốn chìm vào trong đó, khá quỷ dị. Hơn nữa nếu như không có sự tồn tại của vách đá này thì chất lỏng màu đen bên trong đã lao ra ngoài, nuốt chửng hết mọi thứ xung quanh mình. Nhưng bốn phía vách đá đều có rất nhiều đường vân thần dị, thỉnh thoảng những đường vân này sẽ lóe ra trận trận ánh sáng, giống như là phù chú vậy, phong ấn lại chất lỏng màu đen kia ở trong vách đá này. Gần như không một ai có thể tưởng tượng được, trong ngọn núi này lại tồn tại một thứ đồ trái với lẽ thường như vậy. Lúc này Quý Trường Thanh đang đứng trước bàn, trong tay chính là mấy mảnh gỗ vụn từ xích dương linh mộc. Sư phụ, con đã mang xích dương linh mộc đến rồi, chờ lát nữa con sẽ tiến hành gia cố thần hồn cho người, như vậy thì người có thể tiếp tục trèo trống thêm một thời gian nữa rồi. Quý Trường Thanh mở miệng. Tiếng nói của ông ta vừa dứt thì trên vách đá trước mặt trong nháy mắt liền có ánh sáng lưu chuyển. Chớp mắt một cái bên trên liền xuất hiện một cái bóng già nua, bóng người này nhìn hư vô mờ mịt, gần như trong suốt, hơn nữa giống như là bị giam cầm ở bên trong vách đá, nhìn qua vô cùng huyền diệu. Đạo thân ảnh già nua kia nhìn chằm chằm vào Quý Trường Thanh, mở miệng nói, Trường Thanh, vất vả cho con rồi. Quý Trường Thanh cười cười, nói, sư phụ nói đùa rồi, người vất vả phải là sư phụ mới đúng, con cũng chỉ là chân chạy việc thôi. Ta cũng chỉ là một sợi tàn hồn thôi. Chưa nói tới vất vả hay không, ngược lại còn bị giam ở nơi này, cũng hơi nhàm chán. Thân ảnh kia thản nhiên nói. Người này chính là sư phụ của Quý Trường Thanh, điện chủ đời trước của chúng thần điện, tên là Lý Mộ Vân. Sở dĩ Quý Trường Thanh khẳng định phía trên hóa cảnh còn tồn tại thần cảnh chính là bởi vì Lý Mộ Vân này, chính là cao thủ thần cảnh duy nhất mà Quý Trường Thanh biết trên thế gian này. Chỉ có điều bởi vì rất nhiều năm trước xảy ra một biến cố rất lớn nên hiện tại Lý Mộ Vân chỉ còn lại có một sợi thần hồn, hơn nữa còn bị phong ấn ở bên trong vách đá này, trấn áp bóng tối vô tận ở trong vách đá kia. Sợi tàn hồn còn sót lại này của ta cũng không kiên trì thêm được bao lâu nữa, cho dù có xích dương linh mộc thì cuối cùng vẫn sẽ tiêu vong, con còn mong đợi người kia tìm nó làm gì. Có thể trước khi ta hoàn toàn tiêu vong bước vào thần cảnh để thay đổi cục diện bây giờ hay không? Nếu như đến lúc đó không có ai trấn áp cửa vào này, người gặp xui xẻo sẽ là toàn bộ thế giới này đấy. Tàn hồn của Lý Mộ Vân bất đắc dĩ thở dài. Người con tìm được có thiên tư xuất chúng nhất mà trước giờ con từng gặp, chỉ có điều cậu ta có thể bước vào thần cảnh trước khi sư phụ tiêu vong hay không thì cũng chỉ có thể xem vào tạo hóa của bản thân cậu ta thôi. Quý Trường Thanh mở miệng. Lý Mộ Vân khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, bây giờ ông ta đã ở trạng thái này. Cho dù muốn quan tâm những việc này thì cũng là lực bất tòng tâm. Quý Trường Thanh cũng không suy nghĩ đến những việc này nữa, ông ta di chuyển ngọn nến trên bàn lên phía trước một chút, dán chặt vào vách tường, mở miệng nói, sư phụ đã chuẩn bị xong chưa, bây giờ con sẽ đốt mấy mảnh gỗ vụn của xích dương linh mộc này, người hãy hấp thu tinh khí của nó, thần hồn cũng có thể kiên trì thêm một thời gian nữa. Nói xong, Quý Trường Thanh liền đem những mảnh gỗ vụn của xích dương linh mộc từng chút đưa tới trên ngọn nến. Một khắc lúc những mảnh gỗ vụn kia chạm vào ngọn lửa trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Sau đó từng làn khói màu xanh xuất hiện ở trước vách đá, Lý Mộ Vân ở trong vách đá lập tức bắt đầu hấp thu những làn khói xanh kia. Không bao lâu sau những làn khói màu xanh kia đã bị Lý Mộ Vân hấp thu sạch sẽ, mà thân ảnh của ông ta cũng trở nên rõ ràng hơn, không còn hư vô mờ mịt giống như trước đó nữa.
Cảm giác này thật sự rất tốt, đáng tiếc là xích dương linh mộc chỉ có một chút như vậy, nếu như số lượng đủ nhiều thì có đem thần hồn này của ta cường hóa thành cơ thể thực cũng không phải là không có khả năng, đáng tiếc quá. Lý Mộ Vân nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo sự thoải mái nhưng vẫn có chút mất mát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 886, ưu thế trời ban. Lâm Thanh Diện ngồi ở trước bệ đá rất lâu, mãi vẫn không đợi được Quý Trường Thanh hiện thân, chỉ đành đứng dậy định rời khỏi. Chính vào lúc anh quay người lại, một cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng quét qua người anh, vốn dĩ đã rất nhạy cảm với các sự vật xung quanh. Lâm Thanh Diện ngay lập tức liền định thần mà nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ sự thay đổi nào. Trên mặt Lâm Thanh Diện toàn là sự nghi hoặc, anh có thể chắc chắn cái loại cảm giác đó của mình không phải là ảo giác, nhưng chỗ này chỉ một mình anh, ngay cả gió cũng không có, điều này khiến lòng anh cảm thấy rất kỳ lạ, không biết là chuyện gì nữa. Cái loại cảm giác đó giống như một làn sóng đặc biệt quét qua tinh thần của mình vậy, Lâm Thanh Diện đã nắm bắt được cái sự biến hóa này ở trên tinh thần, chứ không phải là nhờ cảm quan. Không lẽ bên trong cái chúng thần điện này còn có người sở trường về tinh thần lực trong truyền thuyết sao? Lâm Thanh Diện tự hỏi một câu. Sau khi lướt xem trang web của chúng thần điện, Lâm Thanh Diện đã hiểu trên cái thế giới này có một số sự tồn tại có thể dùng tinh thần lực để khống chế người khác, cho nên mới sinh ra sự nghi hoặc như vậy. Nhưng anh không để tâm đến cái này lắm, Sơn Mạch Côn Lôn vốn đã tràn đầy sự thần bí rồi, thỉnh thoảng xuất hiện một hai chuyện khó giải thích thì cũng không phải là chuyện hiếm gì. Không có nghĩ sâu vào nữa, Lâm Thanh Diện quay người đi xuống núi, anh đến tìm Quý Trường Thanh cũng chẳng qua là muốn nói với ông ta một tiếng mình phải đi rồi, không gặp được thì cũng không sao, dù sao bây giờ anh cũng coi như là đã gia nhập chúng thần điện rồi, sau này muốn gặp Quý Trường Thanh vẫn còn rất nhiều cơ hội. Sau khi Lâm Thanh Diện xuống núi không bao lâu, thì bên trong núi, Lý Mộ Vân đã dựa vào xích dương linh mục hồi phục được một chút sức mạnh, trên mặt lộ ra một nụ cười thú vị. Không ngờ vậy mà lại là một tên nhóc sở hữu thần hồn bẩm sinh, cái này hiếm thấy lắm, mình chẳng qua chỉ dùng sức mạnh thần hồn quét nhìn cậu ta một cái, vậy mà lại bị cậu ta phát hiện, thần hồn của cậu ta vẫn đang trong trạng thái chưa thức tỉnh, nếu như thức tỉnh được thần hồn, thì tên nhóc này sẽ được xưng là đệ nhất thiên tài toàn cầu cũng không phải là không thể. Lý Mộ Vân lẩm bẩm nói. Quý Trường Thanh nghe thấy Lý Mộ Vân lẩm bẩm, nhìn ông ta một cái, mở miệng hỏi, sư phụ, hồi nãy sư phụ nói gì vậy? Lý Mộ Vân cười cười, không có trả lời câu hỏi của Quý Trường Thanh, mà ảo hóa ra một hình dáng của con người trên vách đá, chính là Lâm Thanh Diện. Người này chính là người kế nhiệm mà con tìm về sao? Lý Mộ Vân mở miệng hỏi. Quý Trường Thanh gật gật đầu, có chút nghi hoặc mà hỏi, sao sư phụ lại biết cậu ta? Hồi nãy cậu ta tới tìm con, thấy con không có ở đây, nên xuống núi rồi. Lý Mộ Vân đáp. Quý Trường Thanh gật gật đầu. Nói, hẳn cậu ta cũng đã thân thuộc với tình hình của chúng thần điện rồi, đến tìm con chắc là muốn nói với con cậu ta phải đi rồi, thiên phú của cậu trai này rất xuất sắc, hơn nữa đã có thực lực nhất định, vốn không cần con phải tiến hành bất cứ chỉ đạo nào, cái con có thể cho cậu ta cũng chỉ là một số ủng hộ về ngoại lực, nhưng cậu ta mới vừa gia nhập, con cũng chưa thể biểu hiện quá xem trọng được, đợi cậu ta làm một số nhiệm vụ, con sẽ cân nhắc cho cậu ta một số thứ có thể nâng cao thực lực. Chỉ là tên tiểu này có thiên phú tuy xuất sắc, nhưng thần cảnh vẫn là khó như lên trời, cũng không biết tên tiểu tử này có thể đạt được đến cảnh giới đó trước khi sư phụ không chống đỡ nổi nữa hay không. Nói xong, Quý Trường Thanh thở dài một hơi. Lý Mộ Vân cười lên, mở miệng nói, yên tâm đi, thằng nhóc này còn lợi hại hơn so với những gì con nghĩ nữa. Cậu ta có ưu thế trời ban, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì muốn đạt được thần cảnh cũng không khó khăn lắm đâu. Quý Trường Thanh lập tức sững người. Không ngờ sự đánh giá của sư phụ mình đối với Lâm Thanh Diện lại cao như vậy, thiên phú ban đầu của mình vốn không kém bao nhiêu so với Lâm Thanh Diện bây giờ, cũng chạm được đến ngưỡng cửa hóa cảnh khi mới 20 mấy tuổi, nhưng hơn 100 năm qua đi, vẫn chỉ ngừng bước ở phía trước thần cảnh. Không biết tại sao sư phụ lại ôm sự kỳ vọng cao như vậy đối với Lâm Thanh Diện. Lý Mộ Vân chỉ cười mà không nói gì, một yêu cầu vô cùng quan trọng để bước vào thần cảnh, chính là luyện được thần hồn. Mà Lâm Thanh Diện có sở hữu thần hồn bẩm sinh, chỉ cần gặp được một số cơ duyên, thức tỉnh được thần hồn thì sẽ coi như là đạt được yêu cầu này rồi. Cho nên ông ta mới nói Lâm Thanh Diện sở hữu ưu thế trời ban. Chỉ có điều ông ta cũng không dám nói quá nhiều, dù sao thần hồn chỉ là một trong những yêu cầu để bước vào thần cảnh thôi, ngoại trừ cái này ra thì còn phải đối mặt với rất nhiều gian nan hiểm trở nữa, sở hữu thần hồn bẩm sinh, vốn không có nghĩa Lâm Thanh Diện nhất định sẽ đạt đến thần cảnh.
nhưng có thể nhìn thấy được hy vọng, đối với Lý Mộ Vân mà nói thì đã là đủ rồi. Ông ta kiên trì nhiều năm như vậy, vốn không có lãng phí. Chấm. Sau khi về đến phòng, Lâm Thanh Diện lấy đồ của mình, sau đó đi thẳng đến chỗ đăng ký rời khỏi chúng thần điện, anh cần phải đi đăng ký một chút trước, mới có thể rời khỏi chỗ này. Trên đường đi anh luôn nghĩ đến cái cảm giác mà mình cảm nhận được khi ở trung tâm núi khi nãy, trên trang web của chúng thần điện, Lâm Thanh Diện biết có người có thể dựa vào ý niệm để làm ra một số chuyện vượt khỏi sự tưởng tượng của người bình thường, ví dụ như lấy đồ từ khoảng cách xa, điều khiển suy nghĩ vân vân. Mọi người thường xưng cái năng lực này là công năng đặc biệt, trước đây Lâm Thanh Diện luôn tưởng loại chuyện này chỉ có trên phim thôi, sau khi xem những tư liệu liên quan đến phương diện này ở trên trang web của chúng thần điện, mới biết hóa ra thật sự là có tồn tại loại người có thiên phú dị thường như vậy. Anh luôn cảm thấy trạng thái tinh thần của mình cũng khá khác với người thường, tuy không thể làm được mấy chuyện như lấy đồ từ khoảng cách xa, nhưng tốc độ lốt não của anh vô cùng nhanh, hơn nữa cảm giác nhạy cảm dị thường, hơn nữa cái nào đã nhìn thấy qua thì sẽ không quên được, cho nên anh mới có thể nắm được kỹ năng mà rất nhiều người nghiên cứu cả đời cũng không thấu. Có lẽ bản thân mình cũng là người sở hữu công năng đặc biệt, chỉ có điều cái công năng đặc biệt này hơi bình thường một chút, chỉ nâng cao năng lực học tập của mình thôi. Nghĩ như vậy, Lâm Thanh Diện không khỏi cười lên. Không lâu sau, Lâm Thanh Diện đi đến phòng đăng ký, nhẹ nhàng gõ cửa sau đó đi vào bên trong. Vào giây phút đi vào bên trong phòng, Lâm Thanh Diện và người ngồi bên trong đó bốn mắt nhìn nhau, lập tức cảm nhận được nhiệt độ trong cả căn phòng đã giảm đi một chút. Người phụ trách đăng ký ra vào chính là Chu Tước, suýt chút nữa đã bị ba vị huynh trưởng của mình ép xem mắt với Lâm Thanh Diện. Sau khi Chu Tước nhìn thấy Lâm Thanh Diện, trên mặt cũng lộ ra một tia ngượng ngùng. Bởi vì ba vị huynh trưởng của mình, Chu Tước bây giờ khi đối mặt với Lâm Thanh Diện đã không còn tức giận như vậy nữa, chỉ là chuyện hôm đó khiến cô ta khá ngượng ngùng, cho nên bây giờ người mà cô ta không muốn gặp nhất, chính là Lâm Thanh Diện. Anh đến làm gì? Chu Tước mở miệng hỏi một câu. Tôi phải rời khỏi chỗ này rồi, cho nên qua đây đăng ký một chút. Lâm Thanh Diện đáp. Chu Tước lập tức thở phào một hơi, hóa ra không phải là đặc biệt đến tìm mình. Anh đi đâu? Chu Tước mở miệng hỏi. Kinh đô. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đăng ký cho anh. Anh đi đi, Chu Tước vội vàng nói, bây giờ cô ta có thể không tiếp xúc với Lâm Thanh Diện, thì sẽ không tiếp xúc với Lâm Thanh Diện, nếu không ba vị huynh trưởng của mình nói không chừng lại bàn tán sau lưng gì gì nữa. Lâm Thanh Diện thấy Chu Tước thẳng thắn như vậy, cũng có chút kinh ngạc, nhưng không có nói gì, mà quay người rời khỏi chỗ nãy. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện rời đi, Chu Tước âm thầm thở phào một hơi. Tên nhóc này cuối cùng cũng đi rồi, sau này không cần phải ngượng ngùng như vậy nữa, ba vị huynh trưởng vậy mà lại tưởng mình là loại người trâu già gặm cỏ non, thật là xàm quá. Chu Tước lẩm bẩm một câu. Thanh âm vừa dứt, cô ta liền nhận được một tin tức, là mệnh lệnh mà bộ chỉ huy của chúng thần điện đưa xuống. Gần đây ở gần kinh đô đã xảy ra một số vụ phạm tội thông qua mê hoặc suy nghĩ hoặc là thôi miên người bình thường, hãy nhanh chóng đến kinh đô càng sớm càng tốt để giải quyết vụ việc này. Nhìn thấy hai chữ kinh đô, Chu Tước không khỏi chìm vào trầm tư. Chương 887, Chu Thác đến cửa. Kinh đô, nhà tổ họ Lâm, bên trong sân chính. Một đám người nhà họ Lâm lúc này đều lộ ra khuôn mặt rầu rĩ, hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn 3 ngày của Hứa Thông, nếu như Hứa Bích Hoài không đồng ý theo bọn họ đi gặp vị đại nhân vật đó thì vị đại nhân vật đó sẽ đích thân đến cửa, đến lúc đó nhà tổ họ Lâm sẽ đối mặt với một trận kiếp nạn. Mấy ngày nay trải qua sự giải thích của hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân, bọn họ đã hiểu rõ cao thủ hóa cảnh là sự tồn tại khủng bố như thế nào, loại cao thủ cấp bậc này, cho dù là sức mạnh của nhà họ Lâm bây giờ đã không phải là thứ mà gia tộc bình thường có thể so sánh, càng có hai vị cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong trấn thủ, thì ở trước mặt cao thủ hóa cảnh, vẫn không chịu nổi một đòn. Người nhà họ Hứa ở Dương Thành chết tiệt, tôi nghi ngờ bọn họ chọc đến cao thủ hóa cảnh này, sau đó hất nước lên chỗ chúng ta. Nếu không thì cao thủ hóa cảnh đó tại sao lại bảo bọn họ đưa đến kinh đô chứ? Tô Thành Hải tràn đầy lửa giận nói. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến cái này, chúng ta nên nghĩ xem nên ứng phó với cao thủ hóa cảnh này thế nào. Theo như hai vị Tiêu Vân Tiêu Phong nói, cho dù có là 10 cao thủ như vậy, cũng không địch nổi một cao thủ hóa cảnh. Cái sự tồn tại đẳng cấp này đủ để tạo thành tai nạn khiến nhà họ Lâm khó mà tưởng tượng nổi đó. Ông Độ mở miệng với giọng điệu hàm ý sâu xa. Hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân đều tán đồng mà gật gật đầu, cao thủ hóa cảnh, vốn sẽ không xuất hiện ở xã hội thế tục mới đúng, bọn họ cũng không rõ là Hứa Thông tìm được vị cao thủ này từ đâu nữa.
hay là để chị dâu bây giờ nhanh chóng dắt theo Nặc Nặc chạy trốn đi, cái cao thủ hóa cảnh đó đến không tìm được người thì nói không chừng sẽ bỏ cuộc đó. Dư Tụng mở miệng nói một câu. Không được, Hứa Bích Hoài trực tiếp phủ quyết lời đề nghị của anh ta, nếu như tôi chạy trốn, thì vị hóa cảnh đó sẽ hất lửa giận lên nhà họ Lâm, đến lúc đó người gặp phải tai ương chính là cả nhà họ Lâm. Vì để tránh né kiếp nạn lần này, Hứa Bích Hoài đã bảo Trần Tài Anh đưa Nặc Nặc đến một nơi an toàn, Hứa Thông vốn không biết cô đã có con, cho nên chắc sẽ không nhắm đến Nặc Nặc đâu. Nhưng nếu không trốn thì vị hóa cảnh đó cũng sẽ không bỏ qua cho những người khác đâu, không chỉ có cô chạy mà tất cả chúng ta cũng đều chạy theo, chỉ để lại một căn nhà trống ở đây, như vậy xác suất xảy ra chuyện sẽ nhỏ hơn một chút. Lý Tam Thốn đề nghị một câu. Cái suy nghĩ này người nhà họ Lâm không phải là chưa nghĩ đến qua, nhưng nếu như bọn họ đều chạy trốn, vậy cả nhà họ Lâm sẽ không thể nào vận hành bình thường được, đến lúc đó người trong toàn bộ dây chuyền gia nghiệp của nhà họ Lâm đều sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa không có ai biết cao thủ hóa cảnh này rốt cuộc là có bối cảnh như thế nào, sau khi bọn họ chạy trốn, nếu như cao thủ hóa cảnh này có cách tìm được bọn họ, vậy bọn họ sẽ càng đối diện với tình cảnh nguy hiểm hơn nữa. Càng huống hồ người nhà họ Lâm chạy trốn, thì người đầu tiên gặp tai ương chắc chắn là Thương hội Thiên Nguyên, lương tâm của Hứa Bích Hoài không cho phép cô làm như vậy. Cho nên ba ngày này đám người nhà họ Lâm đều đang bàn bạc xem nên làm thế nào để ứng đối với cao thủ hóa cảnh này. Hứa Bích Hoài đã nghĩ sẽ kêu Lâm Thanh Diện về, nhưng lúc Lâm Thanh Diện rời đi, thực lực chỉ ở mức tông sư cảnh đỉnh phong, hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân đã biểu thị rằng cho dù Lâm Thanh Diện có về cũng không thể địch lại cao thủ hóa cảnh. Hơn nữa với tính cách của Lâm Thanh Diện, chắc chắn sẽ tìm đến vị cao thủ hóa cảnh đó để liều mạng, cho nên không có nói chuyện này cho Lâm Thanh Diện nghe. Chính vào lúc đám người nhà họ Lâm đang sứt đầu mẻ chán thì một tiếng cười khẩy vang vọng lên bên tai của tất cả mọi người. Sao, không ngoan ngoãn đầu hàng, vậy mà còn lên kế hoạch chạy trốn nữa? Các người không đặt tôi vào trong mắt sao? Đám người nghe thấy thanh âm này, trong lòng đều kinh hoàng, bởi vì bọn họ đều không nhìn thấy có người xuất hiện ở trước mắt. Nhưng cái thanh âm đó lại giống như là có người đang nói ở bên tai của bọn họ vậy. Loại thủ đoạn này, chỉ có cao thủ có thực lực mạnh mẽ mới có thể dùng, ít nhất là hai người Tiêu Phong Tiêu Vân không cho rằng mình có thể làm được đến mức này. Cho nên điều này cũng có nghĩa, là cao thủ hóa cảnh mà Hứa Thông nói đã đến rồi. Chết tiệt, không phải nói ba ngày sau, tại sao bây giờ lại đến rồi? Dư Tụng âm thầm mắng một tiếng. Tiếp đó, đám người liền nhìn thấy một thân ảnh khí thế hùng hồn đi đến bên trong sân, hai người Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên theo sau hắn ta, như hai tên tùy tùng, thái độ vô cùng cung kính. Hai người Tiêu Phong Tiêu Vân đều nghiêm túc nhìn chăm chăm vào Chu Thác một cái, đều cảm nhận được một tia nguy hiểm từ trên người hắn ta, cái loại cảm giác này, bọn họ quả thực chỉ cảm nhận được ở trên người của cao thủ hóa cảnh. Đại nhân của bọn tôi đột nhiên thay đổi chủ ý, ngài ấy không đợi được đến ba ngày, cho nên bây giờ qua đây xem thử. Nhưng không ngờ các người lại đang định chạy trốn, thật đúng là không biết tốt xấu. Hứa Bích Hoài, đại nhân có thể nhìn chúng cô, đó chính là phúc phần của cô, không lẽ cô còn dám chê bai đại nhân sao? Tôi khuyên cô tốt nhất nên chủ động một chút, đừng để đại nhân tức giận, nếu không thì đến lúc đó chỉ có cô lãnh đủ thôi. Hứa Bình Nguyên chừng Hứa Bích Hoài nói một câu. Hứa Bích Hoài tràn đầy lửa giận mà nhìn Hứa Thông. Trong lòng hối hận không trực tiếp xử lý hai người Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên khi bọn họ lần đầu đến. Của không uổng công là đệ nhất mỹ nữ của kinh đô, cái tư sắc này quả thực là hiếm thấy, hơn nữa còn có sự quyến rũ mà chỉ có phụ nữ đã có chồng mới có, cái loại cảm giác này chính là cái mà tôi thích, xem ra lần này quả nhiên không uổng công đến. Chu Thác nhìn chăm chăm vào Hứa Bích Hoài, cười cười nói một câu. Trong lòng Hứa Bích Hoài dấy lên một sự ghê tởm. Không ngờ người có thực lực mạnh như vậy mà lại có sở thích như thế. Cho dù thực lực ông có mạnh đến thế nào, tôi cũng sẽ không làm theo ý ông đâu, hôm nay dù có chết, tôi cũng tuyệt đối không khuất phục trước ông. Hứa Bích Hoài nhìn chăm chăm vào Chu Thác hét lên một câu. Chu Thác hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, không ngờ còn nóng nảy như vậy, nhưng cô tưởng chuyện này sẽ do cô quyết định sao? Nói xong, ông ta liền đi về phía Hứa Bích Hoài. Hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân lập tức chặn ở phía trước Hứa Bích Hoài, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Chu Thác, Tiêu Phong mở miệng nói, các hạ xin tự trọng, đừng làm mất đi mặt mũi của người tập võ. Chu Thác cười khẩy một tiếng, lên tiếng nói, mặt mũi của người tập võ. Chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi, ông đây trước giờ muốn người phụ nữ nào thì phải có người phụ nữ đó, chứ ai có thể ngăn được ông đây hết. Nhà họ Lâm các người vậy mà lại có hai cao thủ tông sư cảnh đỉnh phong, cũng coi như là lợi hại rồi.
Đáng tiếc, như tôi đã nói, cũng chẳng qua chỉ là hai tên phế vật mà thôi. Nói xong, trên lòng bàn tay của Chu Thác lập tức xuất hiện một luồng sáng, tiếp đó một hình gậy dài xuất hiện, Chu Thác cầm lấy cây gậy dài đó quét ngang về phía hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân, tốc độ nhanh chóng, cho dù có là cao thủ tông sư cảnh cũng không thể phản ứng kịp. Sắc mặt hai người Tiêu Phong Tiêu Vân đều thay đổi, vội vàng định chống đỡ sự công kích của Chu Thác, thế nhưng khi bọn họ phản ứng lại thì cây gậy được tạo thành từ sức mạnh đó đã đánh trên cơ thể của hai người rồi. Hai người đều bay ngược ra đằng sau, ngã trên mặt đất, ai nấy cũng nhổ ra một ngụm máu. Chu Thác khinh miệt mà nhìn hai người một cái, sau đó lại hướng ánh mắt lên người Hứa Bích Hoài, cười nói, người đẹp, hôm nay em chính là của tôi bảo đảm sẽ khiến em được sướng một lần. Chương 888, có anh đây, em sẽ không có chuyện đâu. Đám người bên trong sân nhìn thấy thực lực của Chu Thác thì đều lộ ra sự chấn kinh, thực lực của hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân bọn họ vô cùng rõ. Cho dù là võ đạo thế gia hàng đầu nhất của giới võ đạo cũng không là gì ở trước mặt của hai anh em cả. Thế nhưng Chu Thác chỉ dùng một chiêu đơn giản liền có thể giải quyết hai anh em, đủ để thấy thực lực của cao thủ hóa cảnh khủng bố đến thế nào. Tuy kinh thán thực lực của Chu Thác, nhưng đám người không có lùi bước, sau khi đám người Dư Tụng, Mục Tu, Lý Tam Thốn, Bàn Tử nhìn thấy hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân bị đánh ngã, liền nhanh chóng đến chặn ở trước Hứa Bích Hoài. Chu Thác nhìn bọn họ một cái. Sắc mặt chợt trầm xuống, lạnh giọng nói, sao, các người chưa nhìn thấy kết cục của hai tên tông sư cảnh đỉnh phong đó sao? Không lẽ các người còn tưởng là mấy tên cao thủ nội kình cũng có thể ngăn được tôi? Lý Tam Thốn lập tức quát, không ngăn được cũng phải ngăn, hôm nay có bọn tôi ở đây, thì ông đừng mong đụng được đến nửa cọng lông của chị dâu. Nói đúng đó, cao thủ nội kình thì sao hả, bị ép đến đường cùng rồi thì cũng sẽ khiến ông rớt được miếng thịt thôi. Bàng Tử cũng hét theo một tiếng. Vẻ mặt Chu Thác khinh miệt mà nhìn bọn họ, giống như đang nhìn một đám chú hề vậy, rất rõ ràng, mấy tên cao thủ nội kình, ông ta chỉ cần dùng nửa ngón tay cũng có thể giải quyết rồi. Hứa Bích Hoài nhìn thấy đám người xông lên phía trước vì cô, vẻ mặt đầy lo lắng, mở miệng hét, mọi người đừng như vậy, ông ta đến là vì tôi chào hỏi với ông ta là được rồi, các người như vậy chỉ sẽ rước thương vong thôi. Chu Thác hừ lạnh một tiếng, không cần khuyên bọn họ nữa, tôi sẽ giải quyết bọn họ. Chỉ mấy con kiến mà cũng dám ngáng chân tôi. Nói xong, bàn tay lớn của Chu Thác liền vung một cái, sau đó một luồng gió mạnh xuất hiện, trong đó có kèm theo sức mạnh hóa cảnh của Chu Thác, cuốn về phía mấy người Dư Tụng. Đám người Dư Tụng căn bản chưa được ra tay thì đã bị luồng cuồng phong mà Chu Thác chế tạo ra thổi ngã ra khắp nơi, chỉ sau vài tiếng thở, mấy người đều đã bị trọng thương. Cao thủ hóa cảnh, với cao thủ nội kình, có khác biệt về bản chất, giữa hai người. Giống như là sự khác biệt giữa mèo và mãnh hổ vậy, hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân còn một chiêu đã ngã thì bọn họ làm sao có thể chống đỡ nổi sự công kích của cao thủ hóa cảnh chứ? Hai người Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên đều nhìn Chu Thác với vẻ mặt chấn kinh, tuy bọn họ đã sớm nhìn thấy qua bản lĩnh của Chu Thác, nhưng bây giờ nhìn thấy Chu Thác dễ dàng trừ khử đi chiến lực hàng đầu của nhà họ Lâm như vậy, vẫn có chút chấn cảm. Đại nhân quả nhiên là anh minh thần võ, mấy tên tép siêu này căn bản không phải là đối thủ của ngài. Hứa Bích Hoài, cô còn không mau ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của đại nhân đi, không lẽ cô còn định đợi đại nhân đích thân ra tay sao? Hứa Bình Nguyên hét lên một câu với Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nhìn thấy đám người ngã rạp trên mặt đất, trong lòng sốt sắng, trong lòng cô vô cùng rõ, ở trước mặt của cao thủ hóa cảnh này, cô căn bản không có con đường sống để chọn. Cô oán hận mà nhìn Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên một cái, nghiến răng nói, tôi đã ghi nhớ nhà họ Hứa Dương thành các người rồi. Cho dù tôi có làm ma, tôi cũng sẽ không tha cho các người. Nói xong, Hứa Bích Hoài liền lấy một con dao găm từ trong lòng của mình ra, định tự chấm dứt. Trái tim cô chỉ thuộc về một mình Lâm Thanh Diện, cao thủ hóa cảnh này dù có lợi hại đến thế nào thì cô cũng không thể khuất phục ở trước mặt hắn, cho nên bây giờ chỉ còn lại con đường này mà thôi. Chu Thác nhìn thấy Hứa Bích Hoài lấy dao găm ra, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, nhàn nhạt nói, em tưởng muốn chết trước mặt tôi là dễ như vậy sao? Thanh âm vừa dứt, một luồng sức mạnh đã quấn đến cổ tay của Hứa Bích Hoài, bàn tay Hứa Bích Hoài mất sức, con dao găm đó liền không tự chủ được mà rơi xuống đất. Đây chính là chỗ đáng sợ của cao thủ hóa cảnh, bọn họ có thể khống chế sức mạnh cách không, chiêu thức biến hóa khó lường, không phải là thứ mà cao thủ nội kình bình thường có thể so được. Hứa Bích Hoài nhìn thấy mình ngay cả tự sát cũng không làm được, trong lòng càng thêm sốt sắng, nghĩ đến tình cảnh mà mình có thể phải đối mặt, cô càng thêm tuyệt vọng. Chu Thác đi về phía Hứa Bích Hoài, trên mặt mang theo nụ cười đùa cợt, còn liếm liếm đầu lưỡi,
dung tục mà nói, người đẹp, vì em, tôi đã mạo hiểm bị chúng thần điện phát hiện, tôi làm sao mà có thể dễ dàng để em chết được. Nhà họ Lâm ở Kinh Đô có ảnh hưởng nhất định, tin chắc người của chúng thần điện rất nhanh sẽ tra đến đây, cho nên tôi sẽ đưa em rời khỏi, đến lúc đó, tôi bảo đảm sẽ khiến em sống cuộc sống mà mỗi ngày đều khoái hoạt không thể dừng lại được. Nói xong, Chu Thác liền vươn tay đi túm lấy cánh tay của Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài vội vàng lùi về phía sau, nhưng tốc độ của cô làm sao mà có thể so sánh với Chu Thác được, chính vào giây phút cô lùi lại, cánh tay của Chu Thác đã vươn về phía cô. Tất cả mọi người đều bất lực mà cúi thấp đầu, loại tình cảnh này, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, chứ không có cách nào cả. Chính vào lúc tay của Chu Thác sắp đụng đến tay của Hứa Bích Hoài, một luồng khí thế xung thiên liền xuất hiện trong sân, tiếp đó là một thanh âm chấn động màng nhĩ vang lên. Người phụ nữ của Lâm Thanh Diện tôi, thứ hạ lưu như ông cũng có thể đụng sao? Thanh âm còn chưa dứt xuống, trong sân liền xuất hiện một tàn ảnh, đợi đám người nhìn rõ ràng, Lâm Thanh Diện đã đưa Hứa Bích Hoài đến chỗ xa xa, né đi bàn tay của Chu Thác. Sau khi đám người nhìn thấy Lâm Thanh Diện xuất hiện, trong lòng lập tức kích động, không ai ngờ Lâm Thanh Diện sẽ xuất hiện vào lúc quan trọng như vậy. Vào giây phút Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện, dòng nước mắt trong khóe mắt liền rơi xuống, sau đó hai tay túm chặt lấy áo của Lâm Thanh Diện, lúc đó cô thật sự tưởng rằng mình đã rơi vào tay của kẻ ác rồi, nhưng Lâm Thanh Diện lại một lần nữa trở thành chúa cứu thế của cô. Có anh ở đây, em sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Thanh Diện an ủi Hứa Bích Hoài một câu. Hứa Bích Hoài gật gật đầu với Lâm Thanh Diện, cô đã không muốn gì nữa, chỉ muốn yên tĩnh cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Lâm Thanh Diện thôi. Chu Thác cũng không ngờ lúc này lại còn có người xuất hiện chen vào chuyện này, hơn nữa thực lực của đối phương dường như không đơn giản, vậy mà lại có thể cướp người từ trong tay mình đi. Hắn ta híp mắt lại nhìn Lâm Thanh Diện một cái, phát hiện khí thế trên người đối phương tuy mạnh hơn tông sư cảnh đỉnh phong, nhưng so với hóa cảnh còn kém hơn không ít, chắc hẳn không phải là cao thủ hóa cảnh. Không ngờ còn có thứ không có mắt ngăn chuyện tốt của tôi như vậy, oát con. Cậu tưởng cậu lợi hại hơn hai tên tông sư cảnh đỉnh phong đó một chút là có thể phá hoại chuyện tốt của tôi sao? Chu Thác có chút tức giận mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái. Đám người lúc này mới phản ứng lại, chỗ này có một vị cao thủ hóa cảnh khủng bố, thực lực của Lâm Thanh Diện tuy mạnh hơn bọn họ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của cao thủ hóa cảnh, kết cục hôm nay, gần như đã không thể thay đổi. Hứa Bích Hoài cũng lo lắng mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái, cho dù lúc này có thể nhìn thấy Lâm Thanh Diện. Trong lòng Hứa Bích Hoài đã bình tĩnh trở lại, nhưng thực lực của Chu Thác không thể xem thường được, Lâm Thanh Diện quay về, cũng chẳng qua là kéo dài thời gian được một chút mà thôi. Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài muốn lên tiếng nói gì đó. Lâm Thanh Diện mỉm cười đặt một ngón tay lên giữa môi của Hứa Bích Hoài, nói, rắc rối cứ để anh giải quyết, em đứng xem là được rồi. Không biết tại vì sao, sau khi Lâm Thanh Diện nói ra câu này, Hứa Bích Hoài liền sinh ra một sự tin tưởng vô bờ đối với Lâm Thanh Diện. Cô tin tưởng người đàn ông này có thể đưa cô vượt qua kiếp nạn này. Chương 889, đối chiến với Chu Thác. Hai người Hứa Bình Nguyên và Hứa Thông cũng không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ xuất hiện vào lúc này, trên mặt đều lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng có Chu Thác ở đây, cho dù Lâm Thanh Diện có về, cũng không thể gây lên sóng gió gì đâu. Hứa Thông nghĩ đến trước đây trên chuyến tàu đi đến đảo Mặt Trăng Lâm Thanh Diện đã khiến cho anh ta ăn thiệt không ít, trước đây anh ta không dám nghĩ sẽ đòi lại mặt mũi. Nhưng bây giờ có Chu Thác chống lưng, anh ta đương nhiên là không sợ Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, không ngờ con rùa rụt cổ như anh mà cũng dám quay lại, nhưng anh đừng tưởng anh quay về là chuyện này có thể thương lượng được. Thực lực của đại nhân không phải là thứ mà anh có thể tưởng tượng được đâu, anh mau tận tay tặng Hứa Bích Hoài cho đại nhân đi, nếu không thì anh đợi chịu chết đi. Hứa Thông hét lên một câu với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện liếc Hứa Thông một cái, lạnh lùng nói, hóa ra là con chó ghẻ này. Chỗ này không có chỗ cho chó nói chuyện, đợi tôi giải quyết hắn ta xong rồi, sẽ đến tính sổ với các người. Hứa Thông thấy Lâm Thanh Diện mắng mình là chó, sắc mặt cũng trở nên tái xanh, rất lâu sau hừ lạnh một tiếng, anh bớt đắc ý ở đây đi, chỉ dựa vào anh mà cũng muốn giải quyết đại nhân, thật đúng là nằm mơ. Đám người Dư Tụng cũng nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt lo lắng, sự kích động hồi nãy qua đi, bọn họ vẫn phải đối mặt với hiện thực tiếp theo đây. Sư huynh, thực lực của thằng cha này không thể xem thường được, hắn vô cùng lợi hại, là cao thủ hóa cảnh trong truyền thuyết biết pháp thuật đó, anh vẫn nên nhanh chóng đưa chị dâu chạy đi. Lý Tam Thốn hét lên với Lâm Thanh Diện một câu, anh ta vốn không rõ thủ đoạn của cao thủ hóa cảnh, cho nên cho rằng sự công kích của Chu Thác giống như là pháp thuật vậy,
nhưng từ hiệu quả thị giác mà nói, thủ đoạn của cao thủ hóa cảnh quả thực không khác gì với pháp thuật cả. Đúng đó lão đại, thực lực của thằng cha này thật sự quá là khủng bố, anh không phải đối thủ của hắn đâu, mau mau chạy đi. Dư Tùng cũng mở miệng nói một câu. Hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân cũng nhìn Lâm Thanh Diện với sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Phong mở miệng nói, sư phụ hẳn đã nói với anh về chuyện của cao thủ hóa cảnh rồi, thực lực của hắn thực sự rất mạnh, thiên phú của cậu tuyệt vời. Hoàn toàn có thể trốn đi trước, đợi thực lực mạnh rồi mới quay lại báo thù cho bọn tôi. Lâm Thanh Diện nhìn thấy đám người đều nói như vậy, vươn tay cầm lấy Thôn Chính trong tay, từ từ rút nó ra từ trong bao đao. Thủ đoạn của cao thủ hóa cảnh tôi rất rõ, nhưng các người cũng không cần quá lo lắng thay cho tôi, hắn chẳng qua chỉ là hóa cảnh sơ kỳ mà thôi, nếu thật sự đánh, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt mở miệng. Từ lúc đó Lâm Thanh Diện đã xác định, người đàn ông trước mặt mình chính là tên xúc sinh Chu Thác, người đứng thứ 7 trong danh sách treo thưởng của chúng thần điện. Lâm Thanh Diện không ngờ Chu Thác lại chạy đến nhà họ Lâm kiếm chuyện, nhưng nếu đối phương đã tìm đến cửa, vậy Lâm Thanh Diện đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này. Bây giờ anh đang giàu dĩ không biết nên đi đâu để tìm mấy thằng cha có điểm cống hiến cao này, Chu Thác chủ động dâng đến cửa, Lâm Thanh Diện liền không khách sáo thu nhận. Càng huống hồ hắn còn muốn ra tay với Hứa Bích Hoài nữa. Lâm Thanh Diện càng không thể cho hắn tiếp tục sống trên đời nữa. Còn về thực lực của Chu Thác, Lâm Thanh Diện cũng không quá sợ hãi, đối phương quả thực là cao thủ hóa cảnh sơ kỳ, nhưng Lâm Thanh Diện cũng đâu phải là chưa giao đấu với cao thủ hóa cảnh qua đâu. Trước đây Thượng Sam Thác Giã thi triển tà công, thực lực đạt đến trình độ của hóa cảnh sơ kỳ chân chính, cũng không phải vẫn chết trong tay của Lâm Thanh Diện đó sao, cho nên Lâm Thanh Diện hoàn toàn không sợ mấy tên cao thủ hóa cảnh sơ kỳ này. Chu Thác nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, lập tức cười khẩy một tiếng, mở miệng nói, nhìn trong tay cậu còn cầm một con đao, thì biết thực lực của cậu chắc chắn chưa đạt đến hóa cảnh rồi, cho dù cậu có thiên phú nổi bật, so với tông sư cảnh đỉnh phong mạnh hơn một chút thì ở trước mặt tôi cũng chẳng qua chỉ là con kiến hơi hơi cường tráng mà thôi, cậu tưởng như vậy thì đã có tư cách giao đấu với tôi rồi ư. Hứa Thông vội vàng hùa theo nói, Lâm Thanh Diện, anh đừng có mơ mộng giữa ban ngày ở đây nữa. Chỉ dựa vào chút bản lĩnh của anh mà cũng muốn đối phó với đại nhân, thật đúng là chuyện cười trong chuyện cười mà, anh vẫn nên nhanh chóng ngoan ngoãn tặng bà xã cho đại nhân đi, nói không chừng đại nhân vui lên sẽ tha cho anh một mạng. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, một tay nắm lấy Thôn Chính, nội kình trong cơ thể lưu chuyển, bao trùm trên thân đao. Ông vẫn nên đánh thắng tôi trước rồi mới nói mấy lời này đi. Chu Thác cũng hừ lạnh một tiếng, không muốn phí lời với Lâm Thanh Diện nữa, vung tay một cái. Một luồng cuồng phong liền thổi về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cầm lấy Thôn Chính chém về phía trước, một đường ánh sáng trắng xuất hiện, trực tiếp chém làn gió do Chu Thác tạo ra tiêu tán đi. Chu Thác khẽ sững sờ, không ngờ Lâm Thanh Diện lại dễ dàng phá đi chiêu thức của ông ta như vậy, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng ông ta vẫn không xem Lâm Thanh Diện là đối thủ của mình, dù sao thủ đoạn của Lâm Thanh Diện dù có nhiều đi nữa thì suy cho cùng cũng không phải hóa cảnh chân chính. Ông ta vốn không rõ là vẫn còn có sự tồn tại của nửa bước hóa cảnh, dù sao giữa tông sư cảnh đỉnh phong và hóa cảnh cũng chỉ kém một bước thôi, cái mà Lâm Thanh Diện tu luyện là huyền công, cho nên mới có loại trạng thái hiện tại, tạm xưng là nửa bước hóa cảnh, vì vậy Chu Thác tưởng rằng Lâm Thanh Diện chỉ là một tông sư cảnh đỉnh phong tương đối lợi hại mà thôi. Trò vặt vãnh mà thôi, tôi không tin cậu có thể đánh một trận chính diện với tôi. Nói xong, Chu Thác trực tiếp xông về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vì để không ảnh hưởng đến bọn người Hứa Bích Hoài, trực tiếp nhảy lên nóc nhà, định phân thắng thua với Chu Thác ở bên trên. Chu Thác cũng nhảy theo lên nóc nhà, trong tay đã xuất hiện một cây côn dài do sức mạnh thuần túy hóa thành. Quát con, tôi lấy toàn lực ra đánh với cậu, xem cậu chống đỡ thế nào. Chu Thác hét lên với Lâm Thanh Diện một tiếng, trực tiếp đánh cây gậy dài đó về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhấc Thôn Chính lên, sức mạnh trong cơ thể bạo phát. Chống lại cái đòn đánh của Chu Thác. Mãi đến lúc này, Chu Thác mới phát hiện, thực lực của Lâm Thanh Diện so với tông sư cảnh đỉnh phong không phải là mạnh hơn một chút, ông ta muốn giải quyết Lâm Thanh Diện trong thời gian ngắn, vẫn còn có chút phiền phức. Thứ chết tiệt, vậy mà lại có chút bản lĩnh, xem ra hôm nay không để cậu nhìn thấy uy lực của hóa cảnh chân chính thì cậu sẽ leo lên cả trời mất. Chu Thác hừ lạnh một tiếng, sau đó sức mạnh ngưng tụ trên cây gậy dài trong tay, quét ngang đánh về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hét lớn một tiếng, Thôn Chính trong tay biến đổi chiêu thức, sau đó từng đường ánh sáng đao xuất hiện xung quanh thân Thôn Chính, chém về phía cây gậy dài của Chu Thác. Thiên tinh thức.
Hai kẻ chạm vào nhau, một luồng sức mạnh cường đại lan tỏa ra khắp xung quanh, đám người Dư Tụng đứng bên dưới xem náo nhiệt đều bị làn sóng này làm ảnh hưởng, cơ thể đã miễn cưỡng đứng dậy nay lại ngã xuống. Đám người đều nhìn hai người đang chiến đấu trên nóc nhà với vẻ mặt tràn đầy sự kinh hãi, rất lâu sau, Tiêu Phong mới thốt lên một câu, mọi người mau chạy ra xa một chút, trận chiến của bọn họ không phải thứ mà chúng ta có thể tham dự được, cho dù chỉ là sóng dao động cũng có thể lấy mạng của chúng ta, mọi người mau trốn xa chút đi. Đám người lúc này mới phản ứng lại, chạy về phía xa. Lý Tam Thốn nhìn thân ảnh của Lâm Thanh Diện, lẩm bẩm, mới qua bao lâu đâu, sư huynh vậy mà lại mạnh đến mức này rồi sao? Khoảng cách giữa mình và anh ấy, không phải chỉ lớn bình thường thôi đâu. Chương 890, không có tư cách nói điều kiện với tôi. Chu Thác thấy Lâm Thanh Diện chống đỡ được công kích của mình, sắc mặt cuối cùng không còn thản nhiên nữa, ông ta trước giờ chưa từng nhìn thấy chiêu thức Lâm Thanh Diện vừa thi triển, trong ấn tượng của ông ta, người chưa đạt tới hóa cảnh thì căn bản không thể nào thi triển ra được công kích ở mức độ thế này. Thực lực của cậu sao lại cổ quái như vậy? Cậu rốt cuộc là ai? Chiêu thức này là ai dạy cậu? Chu Thác nhìn anh mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện lúc này đang cố gắng thích ứng với uy lực một gậy vừa rồi của ông ta, mặc dù anh đỡ được chiêu đó của ông ta, nhưng anh bây giờ không ở trạng thái ăn đan dược cấp hoàn mỹ hay sử dụng mật pháp, cuối cùng vẫn là có chút cố sức. Nhưng khoảng thời gian này thực lực của anh đã tinh tiến không ít, cho nên bây giờ dựa vào thiên tinh thức chống đỡ một kích của cao thủ hóa cảnh sơ kỳ cũng không xuất hiện vấn đề quá lớn. Chế ngự toàn bộ sức mạnh một kích của Chu Thác, Lâm Thanh Diện khẽ thở phào một hơi, nhìn về phía ông ta, nhàn nhạt nói tôi vừa gia nhập chúng thần điện, ông tin sao? Sắc mặt Chu Thác bỗng nhiên biến đổi, ba chữ chúng thần điện có thể nói là ác mộng của ông ta, sở dĩ ông ta bây giờ phải hành sự cẩn thận, trốn tránh khắp nơi chính là vì sự tồn tại của chúng thần điện. Thực lực của Lâm Thanh Diện quái dị như vậy, hơn nữa nhìn lại trẻ tuổi như thế, được chúng thần điện chiêu mộ là chuyện cực kỳ bình thường, cho nên Chu Thác không hoài nghi lời của anh. Ông ta làm sao cũng không nghĩ tới trong gia tộc thế tục này ở Kinh Đô lại có người của chúng thần điện, sớm biết như vậy thì ông ta nhất định sẽ không nghe lời của người nhà họ Hứa ở Dương Thành. Dù bây giờ ông ta có thể giải quyết Lâm Thanh Diện, thì với thực lực của chúng thần điện, nhất định cũng có thể điều tra ra tung tích của ông ta trong thời gian ngắn, sau đó ông ta nhất định sẽ bị chúng thần điện truy sát một thời gian rất dài, sơ suất một chút thì đều có thể táng mạng. Ông ta nghiêng đầu nhìn Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên đã chạy đi thật xa, trong mắt lóe lên sát khí, hận không thể xông tới giết họ xả giận ngay lập tức. Hứa Bình Nguyên và Hứa Thông thấy ánh mắt mang theo sát khí của ông ta thì thân thể run rẩy. Con trai, sao vừa rồi ba lại cảm thấy hình như ánh mắt đại nhân nhìn chúng ta mang theo sát khí, thật đáng sợ, chỉ một ánh mắt thì đã khiến ba nổi da gà toàn thân. Hứa Bình Nguyên mở miệng nói. Hứa Thông cũng có cảm giác giống ông ta. Nói, hẳn chỉ là đại nhân cảm thấy tên Lâm Thanh Diện không dễ giải quyết như vậy cho nên mới nhìn chúng ta như thế đi, có lẽ là không có vấn đề quá lớn. Hứa Bình Nguyên gật đầu, nói, Lâm Thanh Diện quả thực có chút ngoài ý muốn, lại có thể đánh với đại nhân vài chiêu, còn nói đại nhân có thể giải quyết hắn không. Tên oát này mặc dù thực lực khiến người ta không nghĩ tới, nhưng ba không nghe đại nhân nói hắn nhất định không phải cao thủ hóa cảnh sao, cho nên người thắng cuối cùng nhất định vẫn là đại nhân, điều này không cần phải nghĩ nhiều. Hứa Thông nói. Hai người không nói gì nữa, tiếp tục nhìn lên nóc nhà xem trận chiến. Chu Thác nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện một lúc, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, mở miệng nói, không nghĩ tới người anh em lại là người của chúng thần điện, chẳng trách trẻ tuổi như vậy đã có thực lực thế này, thật hiếm thấy. Tôi biết chúng thần điện các người đang treo thưởng tôi và cậu hôm nay gặp mặt ở đây nhất định phải phân ra được kết quả, chỉ là mặc dù cậu có thiên phú mạnh, nhưng thực lực vẫn còn cách hóa cảnh thực sự một đoạn. Nếu thật sự liều mạng anh sống tôi chết thì người chết cuối cùng nhất định là cậu. Mà tôi cũng không muốn dây dưa quá sâu với chúng thần điện các cậu, cho nên không bằng chúng ta đều lùi một bước, tôi không nhắm vào vợ cậu nữa, hơn nữa có thể đảm bảo với cậu sẽ không đến tìm cậu gây phiền phức nữa, mà cậu cũng không thông báo chuyện tôi xuất hiện ở Kinh Đô cho chúng thần điện biết, thế nào? Nghe thấy lời của Chu Thác, Lâm Thanh Diện khinh thường một tiếng, không nghĩ tới thanh danh của chúng thần điện lại có ích như vậy. Chu Thác chỉ nghe thấy anh nói mình là người của chúng thần điện thôi mà đã muốn đôi bên cùng lùi một bước rồi. Chỉ là Lâm Thanh Diện là người có thù tất báo, Chu Thác dám ngấp nghé Hứa Bích Hoài, anh tuyệt đối sẽ không để ông ta tiếp tục sống trên đời này. Huống chi, trong mắt anh, Chu Thác chính là một tấm công trạng lớn, anh sao nỡ bỏ qua dễ dàng như vậy. Ông nghĩ nhiều rồi, trận đấu hôm nay có lẽ thật sự cần liều mạng, nhưng người chết cuối cùng nhất định là ông.
cho nên ông căn bản không có tư cách nói điều kiện với tôi. Lâm Thanh Diện nói. Nghe thấy lời này của anh, trong lòng Chu Thác cũng thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới tên oắt này lại không biết điều như vậy. Hừ, tôi đã cho cậu cơ hội, tự cậu không biết trân trọng, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo, chút thực lực này của cậu cho dù là liều mạng với tôi thì cũng không thể tạo ra thương tổn nặng nề gì. Nói xong, ông ta lại xông về phía anh, cây gậy dài do sức mạnh trên tay hóa thành phát ra tia sáng chói mắt, có thể thấy ông ta đã lấy ra toàn bộ thực lực của mình rồi. Cũng không phải là Chu Thác xem trọng Lâm Thanh Diện, mà là trong xã hội thế tục, khắp nơi đều là camera, cho dù hôm nay ông ta bỏ trốn, chúng thần điện cũng có thể dễ dàng dựa vào camera giám sát để tra ra tung tích của ông ta, nếu trong vòng 3 ngày ông ta không có cách nào thoát thân khỏi xã hội thế tục thì cuối cùng nhất định sẽ bị người của chúng thần điện tìm được, cho nên bây giờ ông ta phải lấy ra toàn bộ thực lực để giải quyết trận đấu nhanh nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao những cao thủ hóa cảnh bị treo thưởng lại rất ít khi tạo ra phá hoại quy mô lớn trong xã hội thế tục. Cho dù muốn tổn hại người của xã hội thế tục thì họ nhất định cũng sẽ lựa chọn những khu vực xa xôi lạc hậu, dù sao cũng là thời đại khoa học kỹ thuật, họ ở xã hội thế tục càng lâu thì càng dễ bị người của chúng thần điện tìm thấy. Lâm Thanh Diện thấy Chu Thác lại ập tới thì cũng vực dậy tinh thần, chỉ nắm chắc thôn chính, không dám trễ nãi giao thủ với ông ta. Lần này rõ ràng anh cảm nhận được sự khó khăn, Chu Thác dùng hết sức ra tay, chỉ dựa vào thực lực nửa bước hóa cảnh của anh thì vẫn có chút khó chống đỡ. Lâm Thanh Diện lùi lại liên tục, khí thế của Chu Thác ngày càng mạnh, gấp gáp muốn diệt trừ anh. Những người từ phía dưới quan sát trận chiến nhìn thấy một màn này đều đổ mồ hôi thay Lâm Thanh Diện, cứ tiếp tục thế này thì anh nhất định sẽ bại trong tay Chu Thác. Lại một gậy được đánh ra, Chu Thác lộ ra nụ cười tự tin với Lâm Thanh Diện, nói, oắt con. Cậu không phải đối thủ của tôi, đánh thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể thắng. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, sau đó lẩm bẩm, xem ra cực hạn mà cảnh giới hiện tại của tôi có thể chống đỡ cũng chỉ tới đây thôi. Nhưng mà, như vậy cũng đã đủ rồi, kinh nghiệm mà cuộc chiến lần này đem lại đã đủ nhiều rồi. Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn Chu Thác một cái, huyền kình trong cơ thể lập tức vận chuyển với phương thức huyền diệu, chỉ trong chớp mắt, khí thế trên người anh tăng vọt. Lâm Thanh Diện đã dùng xong đan dược cấp hoàn mỹ rồi, thứ bây giờ anh sử dụng đương nhiên là mật pháp có thể gia tăng sức mạnh. Thực lực mà nửa bước hóa cảnh lại thêm mật pháp có thể phát huy cũng không yếu hơn sơ kỳ hóa cảnh. Lúc này, Chu Thác ở trước mặt anh đã không còn bất kỳ ưu thế nào để nói nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 891, tình thế đảo ngược. Nhóc con, mày đánh không lại tao đâu, chịu chết đi. Cây gậy dài trong tay Chu Thác phát ra ánh sáng, mang theo uy lực vô song đánh về phía Lâm Thanh Diện. Lúc này Lâm Thanh Diện đã vận hành bí pháp, năng lượng trong cơ thể cũng đã tăng lên một bậc, nhìn thấy Chu Thác đánh cây gậy dài về phía mình, Lâm Thanh Diện đột nhiên nhấc thanh đao thôn chính trong tay, một luồng sức mạnh ập tới, toàn thân thôn chính đột nhiên xuất hiện một bóng đao dài, va chạm với cây gậy dài. Năng lượng giữa hai người triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành những đốm sáng nhỏ, tiêu tán trong không khí. Chu Thác nhìn cảnh này với ánh mắt kinh ngạc, đòn đánh vừa rồi của ông ta xuất ra khá nghiêm túc, Lâm Thanh Diện vốn đã sắp bị đánh bại rồi vốn dĩ không thể chống đỡ được, nhưng bây giờ anh đã hóa giải đòn này, quả thật ngoài dự đoán của Chu Thác. Mà Chu Thác cũng cảm nhận được khí thế của Lâm Thanh Diện thay đổi, khí thế của Lâm Thanh Diện ít nhất mạnh hơn mấy lần so với vừa rồi, cho dù so với cao thủ hóa cảnh sơ kỳ như ông ta cũng không chịu thua quá nhiều. Tại sao năng lực của mày so với vừa rồi mạnh hơn nhiều như vậy? Với trạng thái trước đây của mày, vốn không thể ngăn cản được công kích của tao. Chu Thác nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện hỏi. Lâm Thanh Diện cười với Chu Thác nói, nếu ông có hơi mà hỏi cái này, thì tốt hơn là nên nghĩ xem lúc gặp Diêm Vương sẽ trình bày tội ác của mình như thế nào đi. Nói xong, thôn chính trong tay Lâm Thanh Diện sáng ngời, sau đó bóng dáng Lâm Thanh Diện liền xuất hiện ở trước mặt Chu Thác. Chu Thác gào lên một tiếng, nhanh chóng ra chiêu chống trả, hai người lại đối đầu nhau. Chỉ có điều lần này Lâm Thanh Diện đã không còn bị đánh thua nữa, sức mạnh của anh mạnh đến mức thậm chí có cảm giác áp đảo Chu Thác. Tuy rằng Lâm Thanh Diện không nói ra tại sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, nhưng trong lòng Chu Thác cũng có vài phần suy đoán, ông ta cảm thấy Lâm Thanh Diện hẳn là đã uống viên thuốc cấp hoàn hảo, nên thực lực mới tăng vọt như vậy. Viên thuốc cấp độ hoàn hảo có thể so sánh với bảo vật quý hiếm, cho dù là cao thủ hóa cảnh thì việc kiếm được một viên thuốc này còn khó hơn lên trời. Ngày trước Đại sư Thiên Long có thể lấy được viên thuốc cấp độ hoàn hảo, nhờ tìm thấy ở Sơn Đông một bộ xương khô bí ẩn. Bằng không, với thực lực của Đại sư Thiên Long,
sẽ không thể tiếp xúc với loại đồ vật này. Lâm Thanh Diện cũng nhờ may mắn, giải quyết được Đại sư Thiên Long, cho nên mới có được hai viên thuốc cấp hoàn hảo. Chu Thác cũng rất muốn một viên thuốc cấp hoàn hảo, nhưng vì năm đó phải chạy trốn, mà viên thuốc này lại cực kỳ hiếm có, cho nên ông ta chỉ nghe người khác nói về tác dụng của viên thuốc cấp hoàn hảo này. Mà chúng thần điện là tổ chức lớn nhất ở nước C, muốn lấy một viên thuốc cấp độ hoàn hảo cũng không phải vấn đề gì, vì vậy Chu Thác cảm thấy rằng Lâm Thanh Diện hẳn đã uống viên thuốc cấp độ hoàn hảo. Mẹ kiếp, chúng thần điện này thực sự coi trọng thằng nhóc này mà, thậm chí còn cho nó viên thuốc cấp hoàn hảo, giờ có chút phiền phức rồi. Chu Thác rủa thầm. Nếu ông ta biết Lâm Thanh Diện đang sử dụng bí pháp có thể gia tăng sức mạnh thay uống thuốc, e là sẽ ngạc nhiên đến rơi cả cằm. Những người phía dưới xem hai người giao tranh xảy ra tình thế đảo ngược, đều có chút không ngờ tới, rõ ràng vừa rồi Lâm Thanh Diện vẫn đang ở thế yếu, trong nháy mắt Lâm Thanh Diện bắt đầu áp chế Chu Thác rồi. Khi Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện không còn bị áp chế nữa, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm, cầu nguyện rằng Lâm Thanh Diện có thể nhanh chóng giải quyết Chu Thác rắc rối này. Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên nghĩ rằng Chu Thác nhất định sẽ thắng Lâm Thanh Diện trong trận chiến này, nhưng bây giờ tình hình bắt đầu thay đổi trong chớp mắt, cả hai vẫn chưa kịp phản ứng. Con trai, tại sao cảm thấy khí thế của Lâm Thanh Diện đang lấn át đại nhân vậy? Chuyện gì vậy, đại nhân sẽ không thua Lâm Thanh Diện đâu đúng không? Hứa Bình Nguyên nói với vẻ lo lắng. Hứa Thông trên mặt cũng đầy thấp thỏm, nói có lẽ sẽ không, nhưng Lâm Thanh Diện quả thực khác với vừa rồi, nếu tiếp tục như vậy, thật sự không chắc ai thắng trong trận chiến này. Vậy chúng ta có nên rời đi vào lúc này không? Dù thắng hay thua cũng không liên quan đến chúng ta, nếu thua, chúng ta có thể sẽ gặp xui xẻo đó. Hứa Bình Nguyên nói. Hứa Thông cảm thấy lời nói có vẻ đúng, sau khi nhìn hai người phía trên đang đánh nhau một cái, thì thào nói, đi. Rồi anh ta liền quay người bước ra ngoài. Hứa Bình Nguyên vội vàng đi theo, lúc này không đi, tình hình càng trở nên nghiêm trọng, bọn họ sẽ không thể rời đi. Tuy nhiên, họ chỉ đi được vài bước thì bị mấy người Dư Tùng chặn lại. Mặc dù lúc đó bọn họ bị thương, nhưng đối phó với hai người bình thường vẫn dư sức. Các người muốn đi đâu? Dư Tùng nhìn chằm chằm bọn họ hỏi. Hứa Thông nói, chúng tôi muốn đi vệ sinh, sao hả? Mấy người có ý kiến sao? Nói cho mấy người biết, lát nữa đại nhân đánh thắng, mấy người liền biết tay, mau tránh cho tôi đi. Dư Tùng đá vào người Hứa Thông, chửi rủa, thắng được cái rắm, thành thật ở lại đây, hai người lần này đừng hòng rời khỏi kinh đô. Trên mái nhà, Lâm Thanh Diện và Chu Thác đang đánh nhau hơn trăm chiêu, lúc này Chu Thác đã có chút thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Ông ta liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện, biết rằng nếu không giải quyết Lâm Thanh Diện càng sớm càng tốt, có thể sẽ không có cơ hội nữa. Lâm Thanh Diện cũng chăm chú nhìn Chu Thác, tuy rằng bí pháp tạm thời đạt tới trình độ sơ kỳ hóa cảnh, nhưng bí pháp cũng có thời hạn, qua thời hạn này nếu không giải quyết Chu Thác, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn. Vì vậy Lâm Thanh Diện không do dự nữa, vận toàn lực, tất cả đều tập trung về phía thôn chính trong tay. Chu Thác có cùng ý nghĩ với Lâm Thanh Diện, nên vội vàng huy động sức mạnh toàn thân, ngưng tụ thành cây gậy dài gần như thật ra, nghiến răng đập mạnh về phía Lâm Thanh Diện. Một bóng cây gậy dài khổng lồ bay xuống từ trên trời, hướng đầu Lâm Thanh Diện mà đập thẳng xuống, sức mạnh khiến cả ngôi nhà run lắc. Một bóng đao dài to lớn cũng xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Diện, trên đó xuất hiện tia chớp, chém về phía Chu Thác một cách mạnh mẽ. Kinh lôi thức. Hai bóng va chạm, sức mạnh to lớn lan tràn về bốn phía xung quanh, một âm thanh cực lớn nổ ra. Mặc dù diện tích ngôi nhà cổ của gia đình họ Lâm rất lớn, nhưng cuộc giao tranh ở đây thực sự rất kinh hoàng. Nhiều người xung quanh nghe thấy tiếng động lớn liền nhìn về phía nhà họ Lâm, thấy bóng một cây gậy dài va chạm với bóng của một con đao dài, khuôn mặt đều bị sốc. Ôi mẹ ơi, nhà họ Lâm đang biểu diễn sâu ánh sáng sao? Một anh trai giao hàng đi ngang qua ngôi nhà cổ của gia đình họ Lâm nhìn thấy cảnh này, miệng không khỏi kinh ngạc. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra đây không phải là một màn trình diễn ánh sáng, hai bóng đen ban nãy còn mang theo sức mạnh đáng sợ. Bởi vì anh chính mắt nhìn thấy ngôi nhà cao nhất ở trung tâm ngôi nhà cổ của gia tộc họ Lâm đã sụp đổ ngay sau khi hai bóng ma này xuất hiện. Chương 892, tôi không có thân thích như các người. Mọi người trong gia đình họ Lâm đều bàng hoàng trước sức mạnh của cú đánh vừa rồi của cả hai, nhìn ngôi nhà đổ sập, ai cũng bàng hoàng không nói nên lời. Đây là sức mạnh hủy diệt của cao thủ hóa cảnh sao? Lý Tam Thốn lẩm bẩm một mình khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Xem ra lời sư phụ nói là đúng, chỉ có đạt tới cảnh giới hóa cảnh,
chúng ta mới có thể coi như đạt tới ngưỡng cửa của kẻ mạnh, thực lực của chúng ta hiện tại, căn bản không đủ so với kẻ mạnh thực sự. Tiêu Phong cũng cảm thán nói một câu. Cả hai chân của Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên lúc này đều đang run rẩy, họ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng ai đó lại có thể gây ra hủy diệt như vậy bằng sức mạnh thể chất. Trong mắt họ, đây không còn là người nữa, đây là sức mạnh mà thần thánh mới có được. Lâm Thanh Diện nhảy xuống đất trước khi ngôi nhà sập xuống, nhưng Chu Thác không phản ứng kịp, xem ra trực tiếp bị đè bên dưới tòa nhà rồi. Đối với tình trạng hiện tại của Chu Thác, Lâm Thanh Diện cũng không nắm rõ, một chiêu lúc nãy đã tiêu hao hết sức mạnh của anh, hơn nữa là dựa trên chiêu thức lợi hại nhất của huyền công trở lên mà diễn hóa ra, theo lý mà nói dưới tình trạng này người sơ kỳ hóa cảnh sẽ không ai có thể tiếp được chiêu này của Lâm Thanh Diện. Mọi người nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng trên mặt đất, thở hồng hộc. Họ đều thở phào vì chắc chắn rằng anh không bị thương trong vụ va chạm vừa rồi. Nhưng không ai biết tình huống hiện tại của Chu Thác, cho nên tinh thần của mọi người vẫn căng thẳng. Lâm Thanh Diện đi về phía đống đổ nát của ngôi nhà, dưới tấm xi măng, nhìn thấy Chu Thác cả người đầy máu, không rõ sống hay chết. Nhìn thấy bộ dạng của Chu Thác, Lâm Thanh Diện thầm thở phào nhẹ nhõm, xem bộ dạng của ông ta, hẳn là khó mà còn sống. Lâm Thanh Diện bước tới, vươn tay nhấc tấm xi măng lên. Định kéo Chu Thác ra khỏi đó. Lúc này, Chu Thác đột nhiên mở mắt ra, lao nhanh về phía Lâm Thanh Diện, định bóp cổ anh. Lâm Thanh Diện như có linh cảm giác đó khá là huyền bí, giống như linh tính của bản thân đã đoán trước rằng Chu Thác là giả chết. Anh nhanh chóng phản ứng lại, nắm lấy một cánh tay của Chu Thác, dùng sức, ném ông ta xuống đất. Sau đó Lâm Thanh Diện nhanh chóng phóng đến trước mặt Chu Thác, cúi xuống, sau khi bẻ cổ ông ta xong mới thật sự thả lỏng. Xong việc, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hai chân trở nên nhẹ bẫng, ngồi bệch trên mặt đất. Khi mọi người nhìn thấy, liền chạy về phía Lâm Thanh Diện, dìu anh lên từ trên mặt đất. Sư huynh, anh không sao chứ? Lý Tam Thốn quan tâm hỏi. Lấy điện thoại quay lại tình huống ở đây, tập trung vào bộ dạng của Chu Thác, Lâm Thanh Diện nói. Lý Tam Thốn sửng sốt một chút, không hiểu chuyện này là có ý nghĩ gì. Quay video để làm gì? Lý Tam Thốn hỏi. Lâm Thanh Diện không trả lời câu hỏi Lý Tam Thốn, sau đó, anh cảm thấy cả thế giới quay cuồng trong đầu mình, rồi ngất đi. Lý Tam Thốn lắc mạnh Lâm Thanh Diện, hỏi, sư huynh, anh chưa nói làm gì với đoạn video, tại sao anh lại ngất rồi? Người đàn ông mập mạp ở bên liếc nhìn anh ta nói, đại ca nhất định muốn lưu lại thành tích của mình làm kỷ niệm, đừng hỏi nhiều như vậy, bảo anh quay thì anh cứ quay lại đi là được. Lý Tam Thốn suy nghĩ có thể là vậy. Vì vậy anh lấy điện thoại ra và bắt đầu quay video. Trên thực tế, lý do khiến Lâm Thanh Diện yêu cầu Lý Tam Thốn lấy điện thoại ghi lại cảnh tượng ở đây thực chất là muốn chứng minh với chúng thần điện là mình đã giết Chu Thác để nhận điểm cống hiến. Quy tắc trong chúng thần điện là chỉ cần chứng minh được kẻ đó do mình giết được thì có thể nhận được công lao tương ứng, phương pháp không giới hạn, trong trường hợp khẩn cấp, Lâm Thanh Diện chỉ nghĩ đến biện pháp quay video. Hứa Bích Hoài đi tới gần Lâm Thanh Diện. Nhìn người đàn ông đã cứu cô lần nữa trong nguy cấp, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó nói, tôi sẽ chăm sóc cho Lâm Thanh Diện, anh ấy chắc mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi, mọi người xử lý tình trạng của căn nhà đi. Mọi người gật đầu, Lý Tam Thốn cũng giao Lâm Thanh Diện cho Hứa Bích Hoài. Chị dâu, còn bọn họ thì sao đây? Người đàn ông béo chỉ vào Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên đang run rẩy ở đằng kia. Hứa Bích Hoài liếc nhìn hai người bọn họ, trong mắt cũng có chút lạnh lùng. Lần này chuyện không thể không liên quan đến hai người bọn họ, cho dù bọn họ có quan hệ họ hàng với tôi cũng nhất định cũng sẽ không bỏ qua, trước tiên chỉ tội hai người bọn họ, sau đó nhốt lại, chờ Lâm Thanh Diện sau khi tỉnh dậy xử lý sau. Hứa Bích Hoài nói, người đàn ông béo gật đầu ngay lập tức, sau đó đi về phía Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên với nụ cười gian xảo trên mặt. Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên đều căng thẳng, họ chưa bao giờ nghĩ rằng vị đại nhân trông như thần trong mắt họ lại chết trong tay Lâm Thanh Diện. Họ muốn chạy cũng không chạy được, lúc này họ cảm thấy thực sự như rơi vào địa ngục. Hứa Thông nhìn Hứa Bích Hoài một cái, sau đó trực tiếp xông tới trước mặt cô quỳ xuống, cầu xin thương xót, em à, bọn anh biết sai rồi, bọn anh bất giác dĩ mới phải đưa ông ta đến kinh thành, bây giờ ông ta đã chết, em cũng không có chuyện gì, em nể mặt chúng ta là thân thích mà tha cho bọn anh đi. Hứa Bích Hoài hừ lạnh một tiếng, nói tôi không có thân thích như các người, chuyện này tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho các người đâu. Tự cầu phúc cho mình đi. Nhìn thấy Hứa Thông quỳ xuống cầu xin Hứa Bích Hoài vẫn không được, Hứa Bình Nguyên trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ xấu xa, trong lòng ông ta,
ông vẫn là trưởng bối của Hứa Bích Hoài, chẳng lẽ một hậu bối lại dám ra tay với trưởng bối sao? Hứa Bích Hoài, mày hỗn láo đủ chưa? Văn Quân đã quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi, mày còn muốn gì nữa? Không phải giờ mày không có chuyện gì sao? Bất luận thế nào, chúng tao cũng là thân thích của mày, chẳng lẽ mày còn không nhận ra mối quan hệ thân thích này sao? Hứa Bình Nguyên nói. Hứa Thông sắc mặt đột nhiên thay đổi khi nghe Hứa Bình Nguyên nói, cha của anh ta hoàn toàn không biết tính nghiêm trọng của sự việc. Hứa Bích Hoài nghe xong cũng cảm thấy buồn cười, cô nhìn Hứa Bình Nguyên rồi nghiêm mặt nói, xin lỗi, tôi thật sự không muốn nhận thân thích như các người vậy, dẫn hai người đi đi. Bàn Tử lập tức bước đến gần hai người, đánh vào tay Hứa Bình Nguyên một cái rồi mắng, mày dám ăn nói với chị dâu tao thế à, thật không muốn sống nữa, mày nghĩ mày là một cái thá gì mà muốn nhận thân thích với bà chủ nhà họ Lâm hả, thật là mơ hão. Sau đó, Hứa Thông và Hứa Bình bị bắt đi dưới sự đánh mắng của Bàn Tử. Chương 893, ném vào trong núi cho sói ăn. Ba ngày sau, căn nhà bị phá hủy do Lâm Thanh Diện và Chu Thác chiến đấu đã được dọn dẹp dưới sự xử lý của người nhà họ Lâm, trước mắt đang trong quá trình xây dựng lại. Mọi người nhà họ Lâm cũng đều đã đi bệnh viện làm kiểm tra, hiển nhiên lúc Chu Thác đánh nhau với họ cũng chỉ là để làm ra vẻ, cho nên hoàn toàn không có người nào bị thương đến căn cơ, dưỡng sức một khoảng thời gian cũng đều bình phục. Lâm Thanh Diện từ trong phòng đi ra, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng mà tình trạng cơ bản đã bình phục, anh sáng hôm nay tỉnh lại, so với trước kia hôn mê một mạch 7 ngày, bây giờ sức đề kháng của anh đối với tác dụng phụ của bí pháp đã nâng cao rất nhiều. Tin rằng sau khi huyền công của anh thật sự viên mãn, tác dụng phụ của bí pháp này với anh sẽ trở nên cực kỳ nhỏ. Đương nhiên là đến lúc đó việc bí pháp này nâng cao thực lực của anh chỉ sợ là cũng sẽ trở nên yếu hơn rất nhiều. Anh trực tiếp đi vào trong phòng của Hứa Bích Hoài. Lúc này Hứa Bích Hoài đang ôm Nặc Nặc chơi, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi vào, Nặc Nặc trừng to mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, giống như là nhìn thấy một món đồ chơi kỳ lạ vậy, rất chăm chú. Lâm Thanh Diện nhìn thấy ánh mắt này của Nặc Nặc, lập tức cười phá lên, con bé này ánh mắt của con là sao vậy, lẽ nào không biết ba là ai sao? Hứa Bích Hoài của trách mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, anh lúc nào cũng không ở nhà, con bé đương nhiên không nhớ anh là ai rồi. Tuy nói là từ đầu tiên mà con bé học được là ba, nhưng mà đã rất lâu rồi cũng không có gọi nữa. Lâm Thanh Diện cũng là áy náy mà nhìn hai mẹ con cô một cái, anh cũng muốn luôn ở bên cạnh hai mẹ con cô, chỉ là một người đàn ông, trách nhiệm anh gánh trên vai vẫn còn quá nhiều, rất nhiều việc anh nhất định phải đi làm. Vậy Nặc Nặc của chúng ta sau này có khi nào sẽ trở thành một cô gái có vấn đề không, đến thời kỳ phản nghịch, lại tìm cho em một tên đầu đường xó chợ làm bạn trai? Vậy anh chắc chắn sẽ đánh gãy chân con bé. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài hừ một tiếng với Lâm Thanh Diện, nói có người mẹ là em đây kề bên, Nặc Nặc sao có thể sẽ trở thành một cô gái có vấn đề chứ, em sẽ khiến cho con bé trở thành đứa bé hạnh phúc nhất trên đời này. Lâm Thanh Diện đi qua, ôm chặt Hứa Bích Hoài lại, khẽ nói anh sẽ khiến hai mẹ con em trở thành mẹ con hạnh phúc nhất trên thế giới này. Trên mặt của Hứa Bích Hoài hiện ra một nụ cười vui vẻ. Tuy rằng Lâm Thanh Diện thường phải ra ngoài làm việc của mình, nhưng mà anh từ trước đến nay chưa từng không giữ lời, bây giờ cô thật sự là có loại hạnh phúc mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Lâm Thanh Diện vươn tay khẽ chạm lên cái mũi nhỏ của Nặc Nặc, trên mặt cô bé lập tức hiện ra một nụ cười vô cùng vui vẻ nói, ba. Lâm Thanh Diện ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ rằng cô bé vậy mà vẫn biết gọi mình là ba. Ai nói con gái của anh không nhớ anh đấy? Con bé không phải vẫn nhớ gọi anh là ba hay sao? Lâm Thanh Diện cực kỳ kích động mà nói. Hứa Bích Hoài nhìn anh đầy xem thường, sau đó lấy một con búp bê từ trong lòng của mình ra, chính là dáng vẻ trước đây khi Lâm Thanh Diện đối chiến với năm đại thế gia, búp bê sinh động như thật, lại có mấy phần giống Lâm Thanh Diện như đúc. Em mỗi ngày đều sẽ kể cho con bé nghe vô số lần về các câu chuyện của anh, con bé sao có thể quên được anh là ai chứ? Con búp bê này là do em đặc biệt mời người làm. Có dáng vẻ ở các thời điểm của anh, Hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện giật mình, không ngờ rằng Hứa Bích Hoài vậy mà có tâm như vậy, dùng mấy con búp bê này để cho Nặc Nặc không quên mình là ai. Anh cảm động nhìn Hứa Bích Hoài một cái, sau đó liền cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ của cô. Hứa Bích Hoài lập tức đỏ bừng cả mặt, sau khi hôn Lâm Thanh Diện một hồi liền vội vàng giãy ra. Ây da, Nặc Nặc vẫn đang nhìn đó, Hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện cười nói, con bé nhỏ như vậy, lẽ nào còn biết hôn là chuyện gì sao? Nặc Nặc chừng Hứa Bích Hoài con mắt to, dường như thật sự là không biết hai người này đang làm cái gì.
Buổi chiều, trong một căn phòng tối tăm ở nhà tổ nhà họ Lâm. Hai người Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên lúc này đang hốt hoảng lo sợ mà ở chỗ này, trong thời gian 3 ngày này hai người họ đã cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, Dư Tùng thường hay qua trừng phạt hai người họ một trận, bây giờ bọn họ đã vô cùng hối hận vì đã dẫn Chu Thác đến kinh đô tìm nhà họ Lâm gây phiền phức. Cha, cha nói xem chúng ta lần này có thể chết ở nhà họ Lâm hay không? Hứa Thông nhìn Hứa Bình Nguyên, trên mặt đều là lo lắng không yên. Sao có thể, tuy nói lần này chúng ta dẫn vị đại nhân đó đến nhà họ Lâm thật sự là không đúng, nhưng mà cuối cùng không phải là không xảy ra chuyện gì hết sao, còn về chuyện căn nhà này bị sụp, chúng ta đền tiền còn không được sao, coi như là Hứa Bích Hoài đó là kẻ vong ân bội nghĩa, không nhận chúng ta là thân thích, cô ta chắc chắn cũng không dám kêu Lâm Thanh Diện giết chúng ta đâu. Hứa Bình Nguyên vẫn như cũ cảm thấy việc họ làm lần này không thể coi là việc xấu gì lớn. Hứa Thông nghe thấy lời này của Hứa Bình Nguyên, nói cha, có thể cha không quá hiểu rõ Lâm Thanh Diện rồi, nếu anh ta thật sự quyết tàn nhẫn, hai người chúng ta chỉ sợ là thật sự sẽ xảy ra chuyện. Lẽ nào mấy ngày nay Lâm Thanh Diện nhốt chúng ta ở đây tra tấn lâu như vậy vẫn chưa đủ sao? Nếu anh ta còn muốn giết chúng ta vậy anh ta có còn là người không? Đến lúc đó chỉ cần chúng ta chắc chắn lần này không xảy ra chuyện lớn, anh ta khẳng định không dám làm gì chúng ta, Hứa Bình Nguyên nói. Chính vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, vang lên một âm thanh châm biếm. Ha ha, xem ra mấy ngày nay hai người vẫn còn chưa nhận thức rõ lỗi sai của mình, không lẽ hai người thật sự cho rằng tra tấn không quá mấy ngày liền đủ để bù đắp sai lầm của mình sao? Lâm Thanh Diện từ bên ngoài đi vào, mắt rét lạnh nhìn hai người, Dư Tùng theo sau Lâm Thanh Diện, ánh mắt nhìn hai người Hứa Bình Nguyên cũng giống như nhìn Hứa Bích Hoài câu chuyện cười. Hứa Thông thấy Lâm Thanh Diện đi vào, trong lòng liền hồi hộp, trong lòng dâng lên dự cảm bất an, lòng bàn tay nhịn không được liền bắt đầu đổ mồ hôi. Hứa Bình Nguyên thì vẫn còn ở trong loại cảm xúc không phục ban nãy, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi vào, mượn sức mạnh ban nãy, liền chất vấn Lâm Thanh Diện một câu, Lâm Thanh Diện, rốt cuộc cậu có ý gì, đau khổ mà chúng tôi nhận mấy ngày nay đã đủ nhiều rồi, coi như là trong lòng các cậu tức giận hẳn là đã trút ra hết rồi chứ. Càng huống chi chuyện lần này cũng không phải là chúng tôi cố ý, thực lực của Chu Thác đó cậu cũng đã nhìn thấy rồi, người bình thường như chúng tôi sao có thể đối phó được. Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mới dẫn ông ta đến kinh đô, bây giờ cậu không phải đã giải quyết ông ta rồi sao, cần gì còn muốn làm khó dễ chúng tôi chứ? Sau khi Lâm Thanh Diện nghe thấy lời này của Hứa Bình Nguyên, liền hiểu rõ từ vô liêm sỉ này rốt cuộc là nghĩa gì, anh lạnh giọng nói với Hứa Bình Nguyên, cần gì còn muốn làm khó dễ hai người? Ông cho rằng ông là cái thá gì, cũng có tư cách kêu tôi rộng lượng với hai người một chút. Nếu không phải lần này tôi trở về kịp thời, Bích Hoài sẽ có kết cục gì lẽ nào hai người không rõ? Vào lúc hai người quyết định dẫn Chu Thác đến kinh đô, nhà họ Hứa ở Dương Thành hai người đã bị chính tay hai người đưa vào đường cùng rồi. Nói cho hai người biết, tôi không chỉ sẽ khiến hai người chết đi, hơn nữa còn sẽ khiến hai người chết cực kỳ thảm, không chỉ là hai người các ông, sau này ở Dương Thành cũng sẽ không còn sự tồn tại của nhà họ Hứa. Nói xong, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Dư Tùng một cái, nói, đánh gãy chân của hai người họ. Ném vào trong núi cho sói ăn. Vâng. Chương 894, xác định điện chủ tiếp theo. Sau khi hai người Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên nghe thấy câu nói của Lâm Thanh Diện đều trợn to mắt, không ngờ rằng Lâm Thanh Diện vậy mà không nể tình như vậy, muốn ném hai người họ vào núi cho sói ăn. Dư Tùng cười gian đi đến trước mặt hai người, mở miệng hỏi, hai người các ông ai đi trước? Hứa Thông quay đầu nhìn Hứa Bình Nguyên một cái. Lúc đó vốn anh ta muốn cầu xin tha thứ với Lâm Thanh Diện, khẩn cầu Lâm Thanh Diện thủ hạ lưu tình với họ, kết quả Hứa Bình Nguyên vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện liền bắt đầu nói mấy câu đó, anh ta ngay cả cản cũng cản không kịp. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã bị Hứa Bình Nguyên chọc tức, muốn đánh gãy chân của họ ném vào trong núi cho sói ăn, lúc nào coi như là họ có cầu xin tha thứ như thế nào đi nữa, chắc chắn cũng không thể thay đổi cái gì cả. Cha cần gì phải nói mấy câu đó? Không lẽ cha không biết hoàn cảnh bây giờ của chúng ta sao? Bây giờ hay rồi, người ta đã muốn đánh gãy chân của chúng ta ném vào trong núi cho sói ăn rồi, như vậy cha hài lòng chưa? Hứa Thông hét lớn với Hứa Bình Nguyên. Hứa Bình Nguyên ngây người mà nhìn Hứa Thông, mở miệng nói, cha cho rằng anh ta không dám làm gì chúng ta. Hứa Thông hận không thể một phát bóp chết ông già này, sao anh ta lại có người cha khuyết tật não như vậy? Ông già, hai người chúng ta đều không sống được rồi. Nhưng mà muốn chết cũng là ông chết trước. Hứa Thông mắng Hứa Bình Nguyên một câu, sau đó liền đẩy ông ta tới trước mặt Dư Tùng. Hứa Thông, tao là cha của mày đó.
Hứa Bình Nguyên phẫn nộ, hét một tiếng. Mẹ nó cũng sắp chết rồi, ai còn quan tâm ông có phải là cha của tôi hay không, nếu không phải là do ông già chết tiệt nhà ông, chúng ta sẽ rơi xuống tình cảnh như bây giờ sao? Hứa Thông cũng không tỏ ra yếu kém chút nào, lớn tiếng hét lên một câu. Lâm Thanh Diện nhìn hai cha con họ trở mặt thành thù, trong lòng cười lạnh, loại tình huống này là sự châm biếm nhất trên đời, không đến lúc cuối cùng, vĩnh viễn cũng sẽ không có người nào biết, lòng người rốt cuộc là như thế nào. Hoàn toàn không để ý hai cha con Hứa Thông sau đó sẽ như thế nào, Lâm Thanh Diện xoay người đi ra ngoài, Dư Tùng sẽ thu xếp ổn thỏa hậu sự của hai người này thay anh. Lâm Thanh Diện đã nói là muốn ném họ vào trong núi cho sói ăn, vậy họ chỉ có một cách chết này thôi. Một đường đến phòng của ông Độ, sau khi Lâm Thanh Diện gõ cửa liền đi vào, thấy ông Độ đang sắp xếp tài liệu, liền cười mà ngồi lên ghế gỗ ở giữa phòng. Ông Độ thấy Lâm Thanh Diện đi vào, cũng hiện ra một nụ cười, mở miệng nói, nhà họ Lâm này, quả nhiên vẫn là lúc có cậu ở đây là có sức sống, bộ xương già này của tôi, sớm đã hết hạn rồi. Lâm Thanh Diện cười lên. Nói, ông Độ thật là nói đùa mà, nếu không phải là ông, chuyện của nhà họ Lâm sao có thể trở nên gọn gàng ngăn nắp như vậy, ông chính là đại công thần của nhà họ Lâm. Ông Độ cười phá lên, không tiếp tục tâng bốc lẫn nhau với Lâm Thanh Diện nữa. Lâm Thanh Diện cũng không nói nhảm nữa, mà là hỏi, nhà họ Hứa ở Dương Thành đó sắp xếp như thế nào rồi? Người của chúng ta đã tới đó rồi, nhà họ Hứa ở Dương Thành cũng chỉ là gia tộc tầm thường. Muốn diệt nhà họ Hứa cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, ông Độ nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói, vậy chuyện này liền giao cho ông Độ giải quyết vậy, tuy rằng mấy người nhà họ Hứa đó tội không đáng chết, nhưng mà trừng phạt nên có thì phải có, hy vọng người nhà họ Hứa sau khi trải qua chuyện lần này, đều có thể nhớ kỹ. Ông Độ gật đầu, lập tức liền lấy điện thoại ra, truyền đạt mệnh lệnh cho mấy người giải quyết ở Dương Thành. Giải quyết một nhà họ Lâm nhỏ bé. Lâm Thanh Diện thậm chí không cần phải sử dụng lực lượng của quan lĩnh, chỉ cần là lực lượng của nhà họ Lâm cũng đã đủ rồi. Dặn dò xong chuyện của nhà họ Hứa ở Dương Thành, Lâm Thanh Diện liền đi tìm Lý Tam Thốn lấy video quay hôm đó. Lý Tam Thốn còn đặc biệt khoe khoang với Lâm Thanh Diện một hồi về chất lượng của video mà cậu ta quay, còn nói nếu như Lâm Thanh Diện dùng video này mấy năm, hoàn toàn có giá trị. Lâm Thanh Diện có chút cạn lời nhìn Lý Tam Thốn nói video này không phải dùng để làm kỷ niệm mà là dùng làm bằng chứng, chỉ cần có thể quay rõ mặt người là được rồi. Lý Tam Thốn liền có chút xấu hổ, không nghĩ rằng Lâm Thanh Diện vậy mà dùng video này làm bằng chứng, người ngây thơ như anh, lúc đó còn mở app chỉnh ảnh, chính mình làm thuyết minh một lần ở trong video. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không quan tâm video mà Lý Tam Thốn quay ra sao, chỉ cần có thể chứng minh Chu Thác đã chết trên tay của mình là đủ rồi. Sau khi tìm Lý Tam Thốn lấy video, Lâm Thanh Diện liền lấy máy tính đăng nhập vào trang web chỉ dành cho chúng thần điện, tải đoạn video đó lên, hơn nữa nói rõ Chu Thác đã chết ở trên tay của mình. Khoảng chừng qua 2 giờ, chuyện Lâm Thanh Diện chém giết Chu Thác đã nhận được sự thừa nhận của chúng thần điện, mà Lâm Thanh Diện cũng do đó nhận được 60.000 điểm cống hiến. Mặc dù còn kém 300.000 điểm cống hiến rất nhiều, nhưng mà này cũng xem như là một khởi đầu tốt. Lâm Thanh Diện vừa ra khỏi tổng bộ chúng thần điện liền nhận được 60.000 điểm cống hiến, tốc độ này đã có thể nói là khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối rồi, có thành viên của chúng thần điện một năm còn không chắc chắn có thể tích góp đủ 10.000 điểm cống hiến, dù sao thì cao thủ hóa cảnh sao có thể dễ dàng giết được. Làm xong mấy chuyện này, Lâm Thanh Diện liền bắt đầu ở cùng Hứa Bích Hoài chơi với Nặc Nặc. Anh định dùng thời gian mấy ngày ở cùng với hai mẹ con cô, dù sao thì muốn tích đủ 300.000 điểm cống hiến. Luôn ở trong nhà chắc chắn là không thể, không được bao lâu, Lâm Thanh Diện chắc chắn phải rời đi lần nữa. Bởi vậy Lâm Thanh Diện cần phải trân trọng thời gian bây giờ. Cùng lúc đó, ở tổng bộ chúng thần điện, trong phòng nghị sự, đã có mười mấy cơ thể ngồi trước cái bàn tròn cực lớn, tuổi của mấy người này đều khá lớn, có hơn nửa tóc đều đã bạc, chỉ là tuổi của họ tuy rằng trông có vẻ lớn, nhưng mà khí thế trên người lại không yếu chút nào. Ba người Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ cũng ở trong đó. Ba người họ ở giữa mấy người này, xem như là có tuổi khá nhỏ. Mười mấy người này, chính là toàn bộ cao thủ hóa cảnh mà chúng thần điện lúc này có thể tụ lại, cũng được coi là cao tầng của chúng thần điện, toàn bộ quyết sách của chúng thần điện đều là thông qua sự thảo luận của mà được phát ra. Lúc này trước mặt của tất cả mọi người đều đặt một phần tài liệu này là khái quát về cuộc đời của Lâm Thanh Diện, thông tin ở bên trong cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Có rất nhiều chuyện bản thân Lâm Thanh Diện cũng chưa hẳn còn nhớ, đều bị chúng thần điện ghi bên trong. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm phần tài liệu này,
không biết là muốn làm gì. Qua không lâu, Quý Trường Thanh xuất hiện ở trong phòng nghị sự, mọi người lập tức đều yên tĩnh lại. Tuổi nhìn qua khoảng 6-70 tuổi, ông lão cả đầu tóc trắng nhìn thấy Quý Trường Thanh đi vào, liền hỏi, điện chủ, không biết lần này ngài tụ tập chúng tôi lại, còn kêu chúng tôi xem tư liệu của cậu nhóc tên là Lâm Thanh Diện này, là vì cái gì? Quý Trường Thanh đi tới chủ vị, nhìn tất cả mọi người cười nói, chắc hẳn các vị đều đã có hiểu biết nhất định về Lâm Thanh Diện rồi đúng không? Tôi cũng không thừa nước đục thả câu nữa, hôm nay tôi gọi mọi người đến, là vì để xác nhận người được chọn làm điện chủ chúng thần điện tiếp theo. Lâm Thanh Diện, chính là ứng cử viên mà tôi nhận định, sau khi tôi chết đi, chúng thần điện sẽ do cậu ta tiếp nhận, nếu như các vị có dị nghị gì, bây giờ có thể nói ra. Chương 895, ứng cử viên cho vị trí điện chủ. Tất cả mọi người ở trong phòng nghị sự sau khi nghe thấy lời của Quý Trường Thanh đều yên tĩnh lại. Bọn họ đều không ngờ rằng, Quý Trường Thanh kêu bọn họ tới, vậy mà là tuyên bố người được chọn làm điện chủ tiếp theo của chúng thần điện. Mà ứng cử viên này lại là một người thanh niên vừa mới gia nhập vào chúng thần điện chưa được mấy ngày, mới có 20 mấy tuổi, thực lực cũng chưa thực sự đạt tới hóa cảnh. Này đã vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Ông lão hỏi Quý Trường Thanh sau khi nghe thấy lời của Quý Trường Thanh, cũng là ngẩn ra rất lâu, mới hồi thần lại, sau đó nhìn Quý Trường Thanh nói, điện chủ, việc nghiêm túc như vậy, ngài vẫn là đừng có nói giỡn với chúng tôi, thiên phú của thằng nhóc đó quả thật không tệ, nhưng mà trở thành người được chọn làm điện chủ, chỉ sợ vẫn không đủ tư cách. Quý Trường Thanh nhìn chằm chằm ông ta, mở miệng nói, tôi thật sự nghiêm túc, tuy rằng Lâm Thanh Diện mới gia nhập chúng thần điện chưa được mấy ngày, nhưng mà tôi đã khảo sát những việc cậu ta từng trải qua, hơn nữa cậu ta cũng là người tôi dẫn về, bất luận là phẩm hạnh hay là tư cách, cậu ta tuyệt đối đều là tốt nhất, và lại tôi cũng sẽ không lập tức chết đi. Tin rằng trước khi tôi chết, cậu ta nhất định có thể trở thành một vị cường giả có năng lực tự mình đảm đương một phía. Mọi người thấy Quý Trường Thanh nói như vậy, tức khắc liền trầm mặc, trong đầu của mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Ở trong những người đang có mặt, có người không có bất kỳ hứng thú gì với vị trí điện chủ, cho nên đối với việc ai tiếp nhận chức vị điện chủ, họ đều không có ý kiến gì, chỉ cần có thể khiến cho chúng thần điện tiếp tục hoạt động như thường là được. Nhưng cũng có người có ham muốn đối với vị trí điện chủ. Cho dù là thái độ làm người có ngay thẳng như thế nào, lòng ham muốn treo lên cao đơn thuần này vẫn có, ông lão nói chuyện với Quý Trường Thanh chính là một người trong số đó. Người này tên là Tần Chính, trong chúng thần điện, là một vị đại lão chỉ đứng sau Quý Trường Thanh, thực lực của ông ta đã đạt đến hóa kẻ nhậu kỳ, là một vị cường giả tuyệt thế chân thật, hơn nữa tuổi tác của ông ta nhỏ hơn Quý Trường Thanh rất nhiều người đều cho rằng sau khi Quý Trường Thanh chết, người sẽ tiếp quản chúng thần điện sẽ là Tần Chính. Mà Tần Chính mấy năm nay đã vì chúng thần điện bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cũng nên có tư cách này. Cho nên bây giờ nghe thấy Quý Trường Thanh vậy mà lại trực tiếp đưa vị trí ứng cử viên làm điện chủ cho một thằng nhóc trong mắt họ chẳng qua chỉ là thằng nhãi danh, trong lòng ông ta tự nhiên là không hài lòng. Điện chủ, nếu như ngài thật sự quyết định như vậy, chúng tôi e rằng không thể đồng ý, thiên phú của thằng nhóc này quả thực rất mạnh, là người mạnh nhất tôi từng gặp cho tới nay, nhưng mà thiên phú không thể đánh đồng với thực lực, dù thế nào. Cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc ngay cả hóa cảnh cũng chưa thể đạt được, hơn nữa chuyện tương lai không ai có thể biết trước được, đem tương lai của chúng thần điện đặt lên trên người của một thằng nhóc, thật sự không phải là sáng suốt. Tần Chính không chút do dự mà phản bác lại Quý Trường Thanh. Đúng vậy, Lâm Thanh Diện đó vẫn chỉ là một thằng nhãi danh, căn bản không thể gánh vác gánh nặng của chúng thần điện. Những điều mà Tần trưởng lão nói không sai, thiên phú không thể đại biểu toàn bộ. Không ai biết được rằng sau này thằng nhóc đó sẽ trở thành như thế nào, liền như vậy cho cậu ta làm ứng cử viên, thật sự là quá lỗ mãng rồi. Thiên phú bây giờ không kém, không đại biểu thiên phú sau này vẫn như vậy, biết bao người tốc độ tu luyện tiền kỳ nhanh như bay, nhưng mà đến tiền kỳ hóa cảnh, liền chỉ có thể kẹt ở giai đoạn này cả đời, quả thật không thể liền như vậy xác định một thằng nhãi làm ứng cử viên làm điện chủ. Ba anh em Thanh Long lại có thiện cảm không tệ với Lâm Thanh Diện. Cảm thấy nếu như thằng nhóc này có thể làm điện chủ của chúng thần điện, cũng là một chuyện không tệ. Điều quan trọng nhất là, em gái nhỏ của họ dường như có thái độ đặc biệt với Lâm Thanh Diện, cho nên ba người đều hy vọng giữa Lâm Thanh Diện và em gái của họ xảy ra chút chuyện gì đó. Coi như là Lâm Thanh Diện đã kết hôn, đối với cường giả mà nói, chuyện này cũng không tính là gì. Chỉ là ba người họ đối với những người trưởng lão ở đây mà nói, xem như là vãn bối, không tiện nêu ý kiến, cho nên đều không nói. Quý Trường Thanh cũng sớm đã dự đoán được sẽ có người phản đối, nhưng mà chuyện này ông đã quyết định,
Đặc biệt là sau khi Lý Mộ Vân nói Lâm Thanh Diện có ưu thế được trời ưu ái, có thể đạt đến thần cảnh, ông đã càng thêm kiên định với suy nghĩ này. Tư cách và sự từng trải của Tần Chính quả thật đủ, hơn nữa đã cống hiến vô số cho chúng thần điện, nhưng mà Lâm Thanh Diện là người duy nhất trước mắt có hy vọng đạt được thần cảnh. Bây giờ, những vấn đề mà chúng thần điện gặp phải, chỉ có cường giả thần cảnh mới có thể giải quyết, việc này không quan hệ gì với tư cách và sự từng trải, cho nên Quý Trường Thanh không có cách nào giao chúng thần điện vào tay Tần Chính. Ông nhìn chằm chằm Tần Chính, nói, lo lắng của Tần trưởng lão tôi có thể hiểu, nhưng mà mọi người đều xem thường thiên phú của Lâm Thanh Diện rồi. Tôi nghĩ cậu ta hẳn có thể vào lúc tôi còn sống, đạt được thực lực mà các vị không thể nào với tới, đến lúc đó, mọi người liền sẽ hiểu tôi vì cái gì mà định cậu ta làm ứng cử viên. Tần Chính lập tức chau mày, ông ta thấy rằng, thiên phú đều là không có ý nghĩa, chỉ có thực lực chân chính mới là việc đáng tin duy nhất, trong tài liệu ghi rõ Lâm Thanh Diện ngay cả hóa cảnh cũng không đạt được, lời của Quý Trường Thanh thật sự là không có cách nào khiến cho ông ta tin tưởng và nghe theo. Điện chủ, ngài hẳn là rõ khoảng cách giữa tông sư cảnh và hóa cảnh lớn bao nhiêu, có người tuy rằng nhìn qua thì thiên phú cực kỳ, nhưng mà đến suốt cuộc đời, cũng chỉ có thể kẹt ở tông sư cảnh đỉnh phong, không cách nào có chút tiến bộ, không ai có thể cam đoan Lâm Thanh Diện này chắc chắn có thể thuận lợi đạt được hóa cảnh, coi như là điện chủ muốn định cậu ta làm ứng cử viên, tối thiểu cũng phải đợi đến khi cậu ta đạt được thực lực hóa cảnh đi, Tần Chính nói. Quý Trường Thanh cười nói, thực lực của Lâm Thanh Diện đã đạt được nửa bước hóa cảnh. Đạt được hóa cảnh chân chính, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Điện chủ, nói thật là, cái gọi là nửa bước hóa cảnh, với tôi mà nói, cũng không có tài giỏi gì, tôi cũng cảm thấy vẫn là đợi đến lúc cậu ta đạt được hóa cảnh lại nói chuyện này cũng không muộn. Đúng đó, nửa bước hóa cảnh và hóa cảnh chung quy là vẫn có chênh lệch, tôi thấy những người có mặt ở đây đều là cao thủ hóa cảnh, cho một người được nửa bước hóa cảnh như cậu ta làm ứng cử viên điện chủ, chỉ sợ là không thể thuyết phục mọi người. Lại có hai người lên tiếng phản đối. Ngay vào lúc này, một người cầm một phần báo cáo đi vào trong phòng nghị sự, đi đến trước mặt của Quý Trường Thanh, cúi đầu nói mấy câu với ông, sau đó liền đặt báo cáo xuống. Trên mặt Quý Trường Thanh liền hiện lên một nụ cười, nhìn quét qua mọi người một cái, nói, vừa nhận được tin tức, Lâm Thanh Diện ở Kinh Đô đã giết chết Chu Thác người thứ bảy của bảng treo thưởng, thực lực của những người ở đây tôi đều biết rõ, Chu Thác này mọi người đã truy bắt bao lâu bản thân mọi người hẳn là đều biết. Lâm Thanh Diện cũng chỉ mới gia nhập chúng thần điện mấy ngày, liền làm được việc mà với mọi người có nhiều người và nhiều thời gian như vậy đều không làm được, tôi nghĩ thực lực của cậu ta. Hẳn là không còn gì có thể nghi ngờ nữa đúng không? Mọi người nghe thấy lời của Quý Trường Thanh, lập tức liền lộ ra ánh mắt không thể tin nổi. Lâm Thanh Diện đã giết chết Chu Thác, chuyện này sao có thể? Cậu ta không phải mới chỉ là nửa bước hóa cảnh thôi sao? Một vị cao thủ tiền kỳ hóa cảnh từng phụ trách chuyện của Chu Thác, hơn nữa còn nhiều lần đánh nhau với Chu Thác, và lại mỗi lần đều khiến ông ta phải chạy lập tức kinh hãi mà hô lên một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 896, Đại hội giao lưu thuật pháp. Quý Trường Thanh nhìn người đang nói chuyện chăm chú, ông ấy bảo, video mà Lâm Thanh Diện cung cấp đã được đăng lên trang web của chúng thần điện rồi. Nếu như còn có ai nghi ngờ thì có thể lên trang web để xác nhận lại. Sắc mặt Tần Chính cũng sầm xuống, ông ta vừa mới thua xong, trông Lâm Thanh Diện chỉ giống như một người có thiên phú không tệ, vừa mới từ cảnh giới tông sư thăng cấp lên thành nửa bước tông sư chưa được bao lâu, nào ngờ anh lại có thể giết chết một tên ác ma khiến cho nhóm cao thủ của chúng thần điện đau đầu, thế chẳng khác nào vả mặt ông ta. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tần Chính nhìn Quý Trường Thanh, giết chết một kẻ hóa cảnh sơ kỳ chẳng đáng là gì. Muốn thống lĩnh cả chúng thần điện thì phải có thực lực khiến người khác tin phục mới được, còn lâu Lâm Thanh Diện mới đạt đến trình độ ấy. Quý Trường Thanh bật cười, ông ấy nói, khi nãy tôi đã nói rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là xác định lại ứng tuyển viên mà thôi, tôi cho rằng mình còn chưa chết sớm như vậy đâu, Lâm Thanh Diện có thể trở thành kẻ mạnh một mình đảm đương một phía trong khoảng thời gian này. Tần Chính không tài nào phản bác được câu nói của ông ta. Chỉ có thể lạnh mặt hừ một tiếng, thế thì chúc ứng tuyển viên mà điện chủ lựa chọn có thể thuận lợi đạt đến trình độ như điện chủ kỳ vọng, nhưng hy vọng cậu ta sẽ không xảy ra điều gì sơ sót. Sau khi nói dứt lời, Tần Chính xoay lưng bỏ ra ngoài. Quý Trường Thanh chỉ cười cười chứ không nói gì. Những người còn lại lập tức xôn xao bàn tán, rõ ràng chuyện Quý Trường Thanh tuyên bố lần này ảnh hưởng rất lớn đến hướng đi của chúng thần điện trong tương lai, không ai biết rằng rốt cuộc Lâm Thanh Diện có thể đảm đương chức vị điện chủ hay không. Có người ủng hộ Tần Chính, có người lại cảm thấy tiềm năng của Lâm Thanh Diện rất lớn, đúng là anh có đủ tư cách để trở thành ứng tuyển viên,
có người lại đứng ngoài quan sát, không bày tỏ ý kiến của mình. Ba anh em Thanh Long nhìn đám đông đang bàn tán, gương mặt cũng đượm vẻ cảm khái. Không ngờ cậu ta vừa mới gia nhập chúng thần điện 2 ngày mà đã có thể giết Chu Thác, vốn dĩ tôi còn nghĩ rằng thực lực của cậu ta mới chỉ dừng lại ở cảnh giới tông sư thôi chứ. Lần trước giúp em gái đi tìm cậu ta, nếu như thật sự đánh nhau thì có thể đến kết cục sẽ khó lường, may mà lần đó chúng ta không đi gây chuyện đánh nhau với cậu ta. Thanh Long nói. Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng gật đầu, bọn họ đã có cái nhìn khác về Lâm Thanh Diện. Em út lên kinh đô rồi hả? Thanh Long lại hỏi thêm. Đúng thế, lên kinh đô làm nhiệm vụ rồi. Bạch Hổ đáp. Thế thì mau kêu em gái làm thân với Lâm Thanh Diện đi, thằng nhóc ấy là ứng tuyển viên của điện chủ đấy, ô dù to, nhất định phải giữ cho chặt. Đôi mắt Thanh Long sáng bừng. Đúng đúng đúng, mau gọi điện thoại cho em gái. Huyền Vũ cũng nói ngay. Gọi điện thoại thì được, nhưng không thể để cho em gái biết Lâm Thanh Diện đã trở thành ứng cử viên được. Đây được xem như là chuyện cơ mật trong chúng thần điện, không thể dễ dàng lan truyền ra ngoài, chúng ta đều cảm thấy Lâm Thanh Diện không tệ, kêu em gái cố gắng lên, lỡ như bọn họ có thể ma sát cho ra lửa thì sao? Thanh Long nở nụ cười không đứng đắn. Trong kinh đô, nhà họ Lâm. Trong căn phòng mà Lâm Thanh Diện dùng để tu luyện. Bây giờ Lâm Thanh Diện đang ngồi bên giường, trước mặt anh đặt một chiếc bàn, trên bàn đặt vài món đồ, một xích dương linh mộc tương đối lớn. Kế bên là ngọn nến cùng với một thanh đao nhỏ. Bây giờ Lâm Thanh Diện đang cầm một món đồ như thư mời, anh nhìn nội dung bên trong, lông mày nhíu lại. Anh phát hiện được thứ này trên người Chu Thác, bên trên có viết, thư mời giao lưu thuật pháp, trông có vẻ rất chính quy, bên trong còn viết thời gian và địa điểm tổ chức giao lưu thuật pháp, đồng thời còn khen ngợi Chu Thác, từ ngữ khí trong thư, chắc hẳn người viết thư mời này đã xem thủ đoạn hóa cảnh của Chu Thác là một loại thuật pháp. Còn về thuật pháp, Lâm Thanh Diện cũng hiểu một ít về trang mạng của chúng thần điện, đúng thật là trên đời này có một loại như thế, chỉ có điều mặc dù nghe thuật pháp có vẻ huyền diệu nhưng trên thực chất, đó chỉ là cách vận dụng sức mạnh mà thôi. Khác với sức mạnh võ đạo ở chỗ, các gọi là thuật pháp chính là sức mạnh đến từ thế giới bên ngoài, vận dụng sức mạnh tự nhiên, còn võ đạo lại sử dụng sức lực của bản thân. Chúng thần điện cũng có khuynh hướng liệt những người có dị năng đặc biệt vào nhánh của thuật pháp. Bởi vì sức mạnh tự nhiên không thể vận dụng một cách rõ ràng, bởi thế mặc dù trên đời này có nhiều kỳ nhân có thể vận dụng thuật pháp, nhưng số lượng tương đối ít ỏi, hơn nữa người có thành công nhất định cũng được truyền dạy lại, nếu chỉ dựa vào bản thân mà đòi vận dụng sức mạnh tự nhiên, tất nhiên chẳng khác nào đồ điên nói mớ cả. Theo như bản điều tra của chúng thần điện, cho dù có được truyền thừa hoàn chỉnh đi chăng nữa, cùng lắm thì những cao thủ thuật pháp chỉ tương đương với cao thủ hóa cảnh tiền kỳ mà thôi. Truyền thừa của bọn họ có nhiều cảnh giới cao thâm hơn nữa, nhưng không một ai đạt được, chưa có ai tìm ra được nguyên nhân. Thuật pháp có rất nhiều điểm giống với cách tu tiên của cổ nhân, có lẽ rất nhiều năm trước đã có người thật sự dựa vào thuật pháp để đạt đến cảnh giới thần tiên, nhưng tất nhiên bây giờ chẳng thể nào, dù gì cao thủ thuật pháp tài năng nhất cũng chỉ tương đương với hóa cảnh tiền kỳ mà thôi. Điều duy nhất khiến cho Lâm Thanh Diện cảm thấy ngờ vực là trong cuộc giao lưu thuật pháp này có vẻ rất chính quy. Nhưng bọn họ lại mời hạng người đê tiện như Chu Thác, điều này khiến cho Lâm Thanh Diện không khỏi không nghi ngờ mục đích của bọn họ khi mở cuộc giao lưu thuật pháp này. Cách thời gian tổ chức ngày hội giao lưu thuật pháp một thời gian, Lâm Thanh Diện rất tò mò về thuật pháp, nếu như có cơ hội, anh cũng muốn đi nhìn thử xem sao. Đương nhiên rồi, hóng chuyện chỉ là thứ yếu, nếu như có thể tìm ra được manh mối nào trong ngày hội giao lưu thuật pháp thì Lâm Thanh Diện có thể kiếm được không ít công hiến. Dù gì chuyện liên quan đến thuật pháp không phải là chuyện mà người bình thường có thể giải quyết nổi, vào lúc này, đương nhiên phải mời chúng thần điện ra mặt. Bọn họ mời Chu Thác, rất có khả năng còn mời cao thủ hóa cảnh khác đến dự nữa, nếu như chúng thần điện đang truy bắt, đối với Lâm Thanh Diện, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Thực lực càng lúc càng mạnh, những thứ được tiếp xúc càng lúc càng mơ hồ, nếu như mình thật sự có cơ hội lên đến thần cảnh, không biết có thật sự được gặp thần tiên hay không nữa. Lâm Thanh Diện nở nụ cười tự mỉa, anh không nghĩ đến chuyện trong ngày hội giao lưu thuật pháp nữa mà nhìn xích dương linh mộc. Nếu như Quý Trường Thanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện có một khúc xích dương linh mộc lớn như thế, chắc chắn ông ấy sẽ ngạc nhiên đến mức muốn rớt cằm xuống. Theo lời điện chủ nói, xích dương linh mộc chỉ cần chế thành mạt cưa, dùng lửa đốt mới có thể phát huy hiệu quả nên có, không biết nó có thể mang lại lợi ích gì cho mình nữa không, làm thử xem thế nào. Sau khi lẩm bẩm một câu, Lâm Thanh Diện cầm thanh đao nhỏ, từ từ gọt xích dương linh mộc thành mạt cưa. Chương 897, tác dụng của xích dương linh mộc. Trong nháy mắt,
Lâm Thanh Diện từ trên đoạn xích dương linh mộc cạo được một ít mạt cưa, anh không dám lấy quá nhiều, sợ lúc xuất hiện sẽ không khống chế được tình hình. Sau khi lấy được một ít mùn cưa, Lâm Thanh Diện thắp cây nến trên bàn lên, sau đó nhẹ nhàng ném những mùn cưa kia vào trong ngọn lửa. Những mùn cưa này vừa tiếp xúc với lửa, lập tức bốc cháy, sau đó một luồng khí màu xanh xuất hiện, ngưng tụ bên trên ngọn nến, trông khá thần kỳ. Lâm Thanh Diện nhìn luồng khí màu xanh kia, cũng không biết phải xử lý như thế nào, nghiêng người qua người. Luồng khí màu xanh kia theo mũi của Lâm Thanh Diện tiến vào cơ thể anh, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy có một sức mạnh vô hình lao về phía đỉnh đầu của anh, trong khoảnh khắc đó anh có một cảm giác linh hồn đã rời khỏi cơ thể. Sau đó anh cảm thấy đầu của mình bắt đầu có cảm giác sưng lên, giống như tinh thần của mình muốn phá vỡ sự ràng buộc của cái đầu, muốn chạy ra ngoài vậy. Rất lâu sau, Lâm Thanh Diện mới có thể áp chế cảm giác sinh ra trong đầu của mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc đó anh có cảm giác đầu của mình có dấu hiệu muốn tách ra, mặc dù không phải quá đau đớn, nhưng bản năng của cơ thể có thể khiến anh có chút sợ hãi trước sự thay đổi như thế này. Sau khi trở lại bình thường, Lâm Thanh Diện vội vàng kiểm tra cơ thể của mình, phát hiện không xảy ra vấn đề gì, ngược lại tinh thần của anh tốt hơn một cách bất ngờ, ngũ quan càng trở nên trong suốt, tri giác cũng được cải thiện đáng kể so với lúc trước. Sự thay đổi này nhìn thì có vẻ không quá lớn, nhưng với Lâm Thanh Diện đã đạt đến nửa bước hóa cảnh mà nói, sự thay đổi này chắc chắn sẽ làm tăng xác suất chiến thắng của anh ta trong trận chiến. Cuộc chiến giữa các cao thủ, đấu chính là nắm chắc, khống chế những tiểu tiết, khi hai người thực lực tương đương chiến đấu với nhau, muốn phân thắng bại, chỉ có thể nghĩ cách tìm ra khuyết điểm của đối phương từ những cái nhỏ nhất. Bây giờ năm giác quan của Lâm Thanh Diện đã trong suốt, cũng có nghĩa là sự nhận biết của anh với hoàn cảnh xung quanh cao hơn đối thủ một bậc, anh có thể tìm ra khuyết điểm nhanh và dễ dàng hơn đối thủ, từ đó có thể nắm được điểm mấu chốt trong trận đấu. Trước kia tốc độ não bộ của Lâm Thanh Diện đã vượt xa người bình thường, bây giờ xích dương linh mộc này giúp cho phản ứng của Lâm Thanh Diện càng nhanh, cái này có nghĩa là gì, đương nhiên không cần nói cũng có thể biết được. Điều quan trọng nhất chính là Lâm Thanh Diện mới chỉ sử dụng một lượng nhỏ vụn gỗ, đã có hiệu quả lớn như vậy. Nếu như lấy nhiều hơn một chút, không biết còn xảy ra sự biến hóa như thế nào. Sau khi thấy được xích dương linh mộc không làm hại đến mình, Lâm Thanh Diện lại cầm con dao nhỏ lên, bắt đầu cạo mùn cưa, số lượng lần này nhiều hơn rất nhiều so với lúc nãy. Sau khi cạo mùn cưa xong, Lâm Thanh Diện lại đặt chúng lên ngọn nến rồi châm lửa, luồng khí xanh xuất hiện, gần như nồng gấp đôi lần trước. Lâm Thanh Diện lại hít những luồng khí xanh này vào trong cơ thể, lần này tinh thần của anh đã chấn động, sau đó, anh trợn tròn mắt, bởi vì anh cảm thấy trong đầu của mình xuất hiện một sức mạnh kỳ lạ, điều mà anh chưa từng cảm nhận được. Mà sức mạnh đột ngột xuất hiện này, bây giờ đang cố gắng phá vỡ sự thoải mái trong tâm trí anh, chạy ra ngoài. Cảm giác kia khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng bản năng của anh nói với anh, điều anh phải làm lúc này chính là giúp sức mạnh kia phá vỡ sự trói buộc, nếu không, sức mạnh kia sẽ bị mắc kẹt trong đầu của anh trực tiếp khuấy đảo đầu của anh đến long trời nở đất, đến lúc đó rất có khả năng anh sẽ trở thành kẻ ngốc. Không chút do dự, Lâm Thanh Diện lại vội vàng cạo mùn cưa trên xích dương linh mộc, đặt lên trên ngọn nến, từng luồng khí màu xanh xuất hiện, Lâm Thanh Diện nhanh chóng hít vào cơ thể mình, nhưng vẫn không đủ khiến sức mạnh kia phá vỡ sự trói buộc trong đầu anh. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy đầu của mình đau đến mức muốn tách ra, những hạt mồ hôi to như hạt đậu trên trán đã chảy ra một tầng, anh cắn răng để mình giữ được sự tỉnh táo, cố gắng để sức mạnh kia phá vỡ sự thoải mái của tinh thần. Bởi vì cách cạo mùn cưa thực sự quá chậm, Lâm Thanh Diện trực tiếp cầm xích dương linh mộc lên, đặt lên trên ngọn nến. Trong phút chốc, đoạn xích dương linh mộc bùng cháy, giống như lửa của than củi, không ngừng tỏa ra những luồng khí màu xanh. Lúc này Lâm Thanh Diện mới biết xích dương linh mộc này cho dù không cạo thành mùn cưa cũng có thể bắt lửa một cách dễ dàng, lý do tại sao phải tạo thành mùn cưa chính vì đoạn xích dương linh mộc kia của bọn họ quá nhỏ. Sau vài lần hít thở, toàn bộ căn phòng đã tràn ngập những luồng khí màu xanh, mà xích dương linh mộc cũng đã cháy được gần một nửa. Lâm Thanh Diện biết không thể để xích dương linh mộc cháy tiếp, nếu không luồng khí xanh này có thể nổ tung đầu của anh. Vì vậy, anh lập tức dập tắt ngọn lửa trên xích dương linh mộc, sau đó khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm lại, bắt đầu hấp thụ toàn bộ luồng khí màu xanh trong phòng. Cùng với sự hít thở của Lâm Thanh Diện, những luồng khí màu xanh trong phòng cũng bắt đầu giảm dần. Sắc mặt Lâm Thanh Diện giống như bị nướng chín, mồ hôi không ngừng chảy xuống má, trên đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc lên một luồng khí nóng, trông vô cùng kỳ lạ. Bây giờ trong đầu của Lâm Thanh Diện có thể nói là đã loạn thành một mớ,
Toàn bộ tinh thần của Lâm Thanh Diện đều đặt trên sức mạnh kỳ lạ kia, cố gắng giúp nó phá hủy sự trói buộc của não bộ, để khiến bản thân mình trở nên thư thái hơn một chút. Trải qua sự tiếp nhận kỹ càng của Lâm Thanh Diện, trong luồng khí màu xanh chứa sức mạnh mà Lâm Thanh Diện chưa từng tiếp xúc tới, loại sức mạnh này sau khi được Lâm Thanh Diện hấp thu, toàn bộ đều hướng về phần sức mạnh sinh ra trong đầu anh mà hội tụ, khiến sức mạnh kia không ngừng trở nên chắc chắn. Những sức mạnh xuất hiện trong đầu của Lâm Thanh Diện rất khác so với nội kình và huyền kình, Lâm Thanh Diện chưa bao giờ thấy, anh có thể cảm nhận được sự phi thường và khác thường của loại sức mạnh này còn huyền bí và bí ẩn hơn huyền kình và nội kình, bây giờ Lâm Thanh Diện không biết loại sức mạnh này dùng để làm gì. Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Diện dốc toàn bộ tinh thần và sức lực hấp thu toàn bộ những luồng khí xanh ở trong phòng, sức mạnh kia xông thẳng ra bên ngoài cuối cùng sau khi cả tinh thần của Lâm Thanh Diện đều trở nên mệt mỏi, thành công xông ra khỏi đầu anh. Sau đó, Lâm Thanh Diện cảm nhận được đầu mình xuất hiện một vòng xoáy vô hình, phóng thích ra một lực tinh thần thuần khiết, tinh thần vốn dĩ đã mềm nhũn tiếp xúc với những sức mạnh này, lập tức sống lại. Rất lâu sau, vòng xoáy vô hình kia ngừng giải phóng sức mạnh, sau đó từng chút thu lại. Cuối cùng trong đầu Lâm Thanh Diện ngưng tụ thành một nhân hình hư ảnh với ánh sáng màu xanh, chính là dáng vẻ của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vô cùng ngạc nhiên, bởi vì anh phát hiện, anh đã có thể nhìn thấy nhân hình hư ảnh kia, giống như nội thị trên sách cổ đã viết, rất thần bí. Điều khiến Lâm Thanh Diện càng ngạc nhiên chính là bây giờ anh có thể cảm nhận rõ ràng mọi chi tiết trong phòng, tất cả mọi thứ, đều hiện diện trong tri giác của anh một cách rất rõ ràng, mà lúc này anh vẫn đang nhắm mắt. Chương 898, đánh thức thần hồn. Chuyện gì đang xảy ra thế? Rõ ràng mình đang nhắm mắt, tại sao có thể nhìn thấy hoàn cảnh trong phòng? Ngay cả cảnh tượng phía sau mình như thế nào mình cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lâm Thanh Diện lẩm bẩm một mình, sau đó mở mắt ra, liếc nhìn trong phòng, mặc dù ánh mắt của anh chỉ có thể nhìn thấy một số cảnh tượng, nhưng sức mạnh kỳ lạ kia vẫn còn, vì vậy anh vẫn có thể biết được tình hình 360 độ ở xung quanh. Hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng có thể cảm nhận được, sức mạnh kỳ lạ này từ trên con người nhỏ bé màu xanh ở trong đầu anh tỏa ra. Anh và con người nhỏ bé màu xanh kia có mối quan hệ vô cùng thân thiết, có thể nói người kia chính là một phần của anh. Lâm Thanh Diện thử di chuyển tâm trí, khống chế cái người nhỏ bé kia để lấy lại sức mạnh kỳ lạ này, sự nhận biết với mọi thứ xung quanh cũng đột nhiên biến mất, trở thành tầm nhìn bình thường. Sau đó Lâm Thanh Diện lại khống chế cái người nhỏ bé kia phóng ra sức mạnh kia. Hoàn cảnh trong phòng lại một lần nữa hiện lên rõ ràng trong sự nhận biết của anh. Lâm Thanh Diện cảm nhận được phạm vi bao phủ của sức mạnh này của mình có bán kính khoảng 5 mét, bất kỳ thứ gì xuất hiện trong phạm vi 5 mét này đều không thể thoát khỏi sự nhận biết của Lâm Thanh Diện. Lẽ nào đây chính là tinh thần lực trong truyền thuyết, sức mạnh của Xích Dương Linh Mộc khiến mình có thể điều khiển được tinh thần lực. Lâm Thanh Diện lẩm bẩm. Bất luận nhìn như thế nào, sức mạnh bây giờ anh đang nắm giữ rất giống với tinh thần lực. Chỉ là cái người nhỏ bé trong đầu của anh dường như còn có tinh thần lực mạnh hơn nhiều so với những người ghi chép trên sổ của chúng thần điện. Nếu như Lý Mộ Vân ở đây, nhìn thấy trạng thái lúc này của Lâm Thanh Diện, nhất định sẽ hoảng sợ chạy lên đến tận trời, bởi vì loại sức mạnh mà Lâm Thanh Diện đang nắm giữ không phải là tinh thần lực gì cả, mà là sức mạnh thần hồn mạnh hơn gấp 10, gấp 100 lần tinh thần lực. Cái người nhỏ bé trong đầu Lâm Thanh Diện kia chính là thần hồn của anh. Lâm Thanh Diện chắc chắn chưa từng nghĩ đến, một lần thử sai sót ngẫu nhiên của anh lại đánh thức thần hồn bẩm sinh của chính mình. Cho dù có thần hồn bẩm sinh, quá trình đánh thức cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm, trước đâu, những thiên tài có thần hồn bẩm sinh này đều được xem là đối tượng chăm sóc đặc biệt, lúc bọn họ tiến hành đánh thức thần hồn, nhất định phải do trưởng bối ở bên cạnh làm chỉ điểm, để đảm bảo sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mà Lâm Thanh Diện lại do sai sót ngẫu nhiên mà đánh thức thần hồn của mình. Hơn nữa hoàn toàn không nhận ra sự nguy hiểm trong chuyện này, còn cảm thấy mình khá may mắn khi có được lực thần hồn. Điều này nếu như để Lý Mộ Vân biết được, chắc chắn sẽ hung hăng giáo huấn Lâm Thanh Diện một trận, làm như vậy quả thật là đang chơi đùa với tính mạng của mình. May là Lâm Thanh Diện không xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn thành công đánh thức thần hồn, đợi sau này sau khi anh giải thích được chuyện này, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến mức cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Xích Dương Linh Mộc này quả nhiên thần kỳ. Có thể giúp mình có được tinh thần lực, nếu như sau này trong lúc chiến đấu dùng tinh thần lực để quan sát đối thủ, vậy thì mọi động thái của đối phương đều bị mình nhìn rõ, như vậy cũng không cần phải lo lắng đối phương sẽ đột kích mình. Lâm Thanh Diện trông rất vui vẻ, anh không hề biết Xích Dương Linh Mộc này chỉ là một phụ trợ mà thôi, anh có thể có được sức mạnh này, hoàn toàn là vì anh có thần hồn bẩm sinh,
những người khác cho dù có dùng hết xích dương linh mộc này, chỉ sợ là cũng không có cách nào có được phương pháp này của anh. Lâm Thanh Diện bước đầu nắm được tinh thần lực, rất tò mò với phương pháp này, vì vậy vẫn ở trên giường thử lại. Không lâu sau, anh cảm nhận được tinh thần của mình trở nên vô cùng mệt mỏi, không có cách nào chống đỡ được sự vận dụng của tinh thần lực. Hiệu quả của tinh thần lực quả nhiên rất mạnh, nhưng sự tiêu hao của tinh thần cũng rất dọa người. Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ mới thức tỉnh được thần hồn, đương nhiên không thể duy trì quá lâu. Nhưng thần hồn sẽ lớn lên cùng với Lâm Thanh Diện, khi thực lực của Lâm Thanh Diện ngày càng mạnh thì thần hồn của anh cũng ngày càng mạnh, và các phương pháp có thể phát huy ra sẽ ngày càng nhiều. Lâm Thanh Diện ở giai đoạn này, trên phương diện thần hồn, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đang tập đi, so với những cao thủ như Lý Mộ Vân mà nói căn bản không đủ tầm, nhưng với những người chưa luyện thành thần hồn mà nói, đây chắc chắn là một sát thủ vô cùng mạnh. Ngay khi Lâm Thanh Diện muốn thả lỏng tinh thần, đột nhiên anh cảm thấy bên trong quần áo của mình truyền đến những chấn động rất kỳ lạ. Anh đưa tay ra sờ vào trong quần áo, sau đó từ bên trong lấy ra được hai viên ngưng hồn ngọc, chấn động lúc nãy chính là từ bên trên phát ra. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào hai viên ngưng hồn ngọc, lúc nãy sinh ra chấn động, chính là lúc Lâm Thanh Diện thu lại tinh thần lực của mình. Vì vậy anh chống lại cơn mệt mỏi, dùng một chút tinh thần lực để thăm dò hai viên ngưng hồn ngọc, sau đó trên hai viên ngưng hồn ngọc đột nhiên xuất hiện một trận chấn động, bên trên phóng ra sức mạnh kỳ lạ, Lâm Thanh Diện cảm thấy tinh thần lực đã cạn khô lúc nãy đã được phục hồi lại. Ngưng hồn ngọc này ở trạng thái bình thường cũng có thể nuôi dưỡng thần trí của con người. Không ngờ nói cũng có tác dụng nhất định với thần hồn của con người. Mặc dù tốc độ ngưng hồn ngọc giúp thần hồn của Lâm Thanh Diện khôi phục lại không nhanh, nhưng so với việc Lâm Thanh Diện để nó khôi phục lại tự nhiên mà không làm gì cả thì đã nhanh hơn rất nhiều, cũng khó trách chúng thần điện cảm thấy ngưng hồn ngọc này trị giá 300.000 điểm cống hiến. Dù sao thì Lâm Thanh Diện vẫn chưa tập hợp đủ 3 viên ngưng hồn ngọc, trước khi giao cho sư phụ, anh cũng không ngại để ngưng hồn ngọc này nuôi dưỡng tinh thần của mình. Anh có thể cảm nhận được nếu như đeo ngưng hồn ngọc này lâu, tinh thần lực của anh sẽ dần dần tăng lên. Nói chung, thu hoạch của Lâm Thanh Diện trong ngày hôm nay vô cùng lớn, có được tinh thần lực, sau này lúc anh chiến đấu với người khác, đã có một con át chủ bài mà không ai nghĩ đến, nếu như sau này tinh thần lực này của anh có thể trực tiếp tấn công người khác thì còn đáng sợ hơn. Cất ngưng hồn ngọc và xích dương linh mộc đi, Lâm Thanh Diện rời khỏi phòng, định đi tìm Hứa Bích Hoài và Lâm Nhất Nặc chơi một lúc, thư giãn một lúc. Nhân tiện dựa vào ngưng hồn ngọc để khôi phục lại tinh thần lực. Hiệu quả nuôi dưỡng tinh thần của ngưng hồn ngọc với thần hồn là chủ động, Lâm Thanh Diện chỉ cần để ngưng hồn ngọc và thần hồn của mình sinh ra một sợi dây liên kết, ngưng hồn ngọc sẽ tự động nuôi dưỡng thần hồn của Lâm Thanh Diện, không cần Lâm Thanh Diện phải làm gì. Buổi trưa ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện đang ăn cơm, có một người chạy đến, nói với Lâm Thanh Diện bên ngoài có người tìm anh. Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết ai lại tìm anh trong lúc đang ăn trưa, sau đó lên tiếng hỏi, ai tìm tôi? Người kia lập tức trả lời, người đến là một cô gái trông có vẻ 27, 28 tuổi, cô ấy tự xưng là Chu Tước, nói đến tìm chủ nhân xin viện trợ. Nghe thấy lời nói của người kia, Lâm Thanh Diện lập tức sững sờ, con hổ cái này chạy đến kinh đô làm gì? Chương 899, việc mà Chu Tước gặp phải. Hứa Bích Hoài nghe thấy có phụ nữ đến tìm Lâm Thanh Diện. Lập tức quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút dò xét. Chu Tước này là ai? Sao em chưa từng biết anh còn có một người bạn như vậy? Hứa Bích Hoài hỏi. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài cười ngại ngùng, nói cô ta là, đồng nghiệp. Anh cũng không biết nên nói thân phận của Chu Tước với Hứa Bích Hoài như thế nào, anh chưa từng nói với cô về chuyện của chúng thần điện, vì vậy tạm thời dùng từ, đồng nghiệp, để hình dung về Chu Tước. Đồng nghiệp, Hứa Bích Hoài rõ ràng có hơi ngơ ra. Rồi cô đặt đôi đũa trong tay xuống, nhìn Lâm Thanh Diện nói, có phải anh lại có chuyện gì giấu em không? Sao anh lại có đồng nghiệp gì đó được? Lâm Thanh Diện, anh nói dối có tâm chút đi chứ? Lâm Thanh Diện lập tức vỗ đầu, cảm thấy xưng hô này quả thực có chút không quá thích hợp, đã lâu anh không quản lý chuyện của công ty rồi, sao có thể có đồng nghiệp chứ? Là như vậy, khoảng thời gian này ra ngoài anh có tham gia một tổ chức, Chu Tước chính là người trong tổ chức này, vì vậy anh mới nói cô ta là đồng nghiệp của anh. Vợ à, Chu Tước này là một con hổ cái đấy, anh không thể nào có suy nghĩ gì đó với cô ta đâu. Cái gì, anh còn dám có suy nghĩ gì đó với người ta nữa à? Hứa Bích Hoài lập tức kinh ngạc kêu một tiếng. Lâm Thanh Diện muốn chết luôn cho rồi, anh thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ. Không phải anh sợ em nghĩ nhiều sao, vậy nên mới giải thích một chút, gọi cô ta đến đây em sẽ hiểu thôi.
Nói xong, Lâm Thanh Diện lập tức sai người đi gọi Chu Tước vào. Lâm Thanh Diện nghĩ nếu Chu Tước đến đây để gây phiền phức, cho dù có phải đắc tội với ba anh trai của cô ta, anh cũng phải dạy dỗ Chu Tước làm người cho tốt. Chẳng bao lâu sau, Chu Tước đã được người giúp việc nhà họ Lâm đưa đến trước mặt Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, lúc này trông Chu Tước có chút lôi thôi, Lâm Thanh Diện nhớ trước kia cô ta rất chăm chút, trên người cũng có rất nhiều trang sức, nhưng bây giờ trên người cô ta lại chẳng có gì, đầu tóc thậm chí có chút rối loạn, sắc mặt cũng đã ngả vàng, nhìn như đã bị bỏ đói rất lâu rồi, khí thế lúc trước ở Chúng Thần Điện cũng đã mất tăm. Lâm Thanh Diện khó hiểu nhìn Chu Tước, người này có như thế nào thì cũng vẫn còn ba người anh trai cao thủ. Sao lại rơi đến bước đường này chứ? Hứa Bích Hoài cũng quan sát Chu Tước một phen kỹ lưỡng, phát hiện nhan sắc của người phụ nữ này không tệ, nhưng nhìn có chút luộm thuộm, cũng không biết là đã gặp phải chuyện gì. Chu Tước cũng chú ý đến Hứa Bích Hoài, thấy nhan sắc của Hứa Bích Hoài, trong lòng cô ta có chút tán thưởng, không ngờ người như Lâm Thanh Diện lại tìm được một cô vợ xinh đẹp đến thế, đúng thật ông trời mù mắt rồi mà. Nhưng nghĩ đến việc mình gặp phải, sắc mặt Chu Tước lại tỏ vẻ gượng gạo. Nếu không phải không còn cách nào khác, cô ta cũng sẽ không tìm đến tên Lâm Thanh Diện mà cô không ưa mắt này. Cô làm sao đấy? Lâm Thanh Diện nhìn Chu Tước rồi hỏi. Chu Tước không trả lời anh, mà nhìn vào thức ăn trên bàn nuốt nước miếng. Hứa Bích Hoài nhìn thấy điều này, lập tức đứng dậy, cười nói, chắc chị vẫn chưa ăn cơm nhỉ, ngồi xuống cùng ăn đi. Nói xong, cô bèn dìu Chu Tước đến bàn, bảo cô ta ngồi xuống. Chu Tước cũng không khách sáo, lập tức cầm bát đũa lên. Ăn từng miếng lớn một, có thể nhìn ra được, cô ta đã đói sắp chết rồi. Ăn được kha khá, Chu Tước đã hồi phục lại chút sức lực, lúc này mới đặt bát đũa xuống, sắc mặt cũng thoải mái hơn nhiều so với trước đó. Cô ta nhìn Lâm Thanh Diện, định nói mục đích mình đến tìm anh, tôi đến tìm anh. Nhưng cô vừa mở lời, Lâm Thanh Diện đã vội nói, cô đừng vội, giải thích với vợ tôi cô là ai trước đã, tránh để cô ấy hiểu lầm. Chu Tước không ngờ tới Lâm Thanh Diện lại bảo cô ta giải thích với vợ anh về thân phận của mình, làm như là cô ta có gì đó với Lâm Thanh Diện vậy, lập tức khiến cô cảm thấy không vui. Nhưng nghĩ đến việc đang ở nhà họ Lâm, ban nãy còn ăn một bữa cơm của nhà người ta, nói không chừng sau này còn cần sự giúp đỡ của Lâm Thanh Diện, nên cô ta đành phải chịu đựng. Cô ta quay sang nhìn Hứa Bích Hoài, cười nói, em gái, em đừng lo, chị và Lâm Thanh Diện chỉ là cùng ở trong một tổ chức, chị quen anh ta chưa lâu. Lần này cũng là bị ép đến đường cùng nên mới tìm anh ta thôi. Hứa Bích Hoài nhìn dáng vẻ của Chu Tước, biết ngay là có chuyện gì nên mới đến tìm Lâm Thanh Diện, ban nãy cô hỏi chỉ là đùa anh mà thôi, không ngờ anh lại thật sự bắt người ta giải thích, khiến tình cảnh có chút gượng gạo. Cô quay sang trừng mắt với Lâm Thanh Diện, rồi mới nhìn Chu Tước nói, ai già, Lâm Thanh Diện này đúng là ngốc thật mà, không ngờ còn bắt chị giải thích chuyện này, đương nhiên là em sẽ không nghi ngờ rồi, anh ấy có chút ngốc nghếch. Chị đừng để ý. Chu Tước lập tức cười nói, điều này chị biết, quả thực anh ta rất ngốc, đương nhiên là chị sẽ không để ý rồi. Lâm Thanh Diện lập tức cảm thấy cạn lời, sao đến cuối cùng, anh lại bị hai người họ quở trách rồi. Dừng lại, mau nói xem rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì, sao cô lại đến Kinh Đô. Lâm Thanh Diện hỏi, Chu Tước cũng không phí lời, lập tức nói lại một lượt chuyện mà cô ta gặp phải cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nghe. Hóa ra sau khi Chu Tước nhận được nhiệm vụ từ bộ chỉ huy của Chúng Thần Điện, Lâm Thanh Diện rời đi chưa bao lâu cô ta đã đến Kinh Đô, bắt tay vào điều tra việc có người dùng suy nghĩ để khống chế tiến hành phạm tội. Chúng Thần Điện đã điều tra ra phần lớn manh mối, Chu Tước đến đây là để đưa tội phạm ra trước công lý. Mục tiêu của Chu Tước là một người đàn ông tên Bạch Trấn Phong, người này là chủ của gia tộc họ Bạch ở Kinh Đô, theo sự điều tra của Chúng Thần Điện, người này có bản lĩnh khống chế suy nghĩ của người khác. Đã từng khống chế tinh thần của người khác, dụ dỗ con gái nhà lành, dẫn dắt người khác tự sát, dẫn dắt người khác tiết lộ cơ mật thương nghiệp. Vốn dĩ Chu Tước cho rằng một mình cô đi bắt tên Bạch Trấn Phong này là được, nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô ta nghĩ, thủ đoạn của tên Bạch Trấn Phong này giỏi hơn rất nhiều so với những gì cô ta nghĩ. Người này không chỉ sở hữu tinh thần lực phi thường, có thể khống chế được tâm trí người khác, mà còn có sở hữu thực lực của tông sư cảnh, là một cao thủ ẩn thế. Chu Tước đến nơi đã giao thủ với Bạch Trấn Phong, Bạch Trấn Phong không chút sợ hãi, ra tay với Chu Tước, tuy Chu Tước có thực lực tông sư cảnh mạnh mẽ, trình độ cao hơn Bạch Trấn Phong một bậc, nhưng tinh thần lực của tên Bạch Trấn Phong này khiến người ta khó mà lường được, mỗi lần chiến đấu, Bạch Trấn Phong đều có thể dùng tinh thần lực khiến Chu Tước cảm thấy rối loạn, quên mất cô ta định làm gì tiếp theo. Trong khi chiến đấu lại quên mình cần làm gì, đương nhiên là đại kỵ,
Cho dù chỉ trong một thời gian ngắn, đối phương cũng có thể thông qua cơ hội này để nắm được sơ hở rồi đánh bại ta. Càng đáng sợ hơn là, Bạch Trấn Phong có thể dùng tinh thần lực để thôi miên người khác, ý chí của Chu Tước tuy mạnh hơn người thường, nhưng sau vài lần giao đấu, cô ta vẫn bị mắc bẫy của Bạch Trấn Phong. Chương 900, trông tôi không đáng tin cậy đến vậy à? Nghe Chu Tước nói tới đây, Lâm Thanh Diện hơi tò mò nhìn cô ấy. Theo Chu Tước thì Bạch Trấn Phong này phạm tội dụ dỗ gian dâm bằng cách điều khiển suy nghĩ của người khác. Diện mạo Chu Tước xuất chúng, nếu Bạch Trấn Phong có thể điều khiển Chu Tước thì sẽ làm gì, đương nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên cô thất thân rồi, Lâm Thanh Diện hỏi. Chu Tước nghe Lâm Thanh Diện hỏi vấn đề này, sắc mặt đột nhiên hết trắng lại xanh, quay đầu trừng mắt lườm anh rồi nghiến răng nghiến lợi nói, anh có thể nói tiếng người không? Dù gì tôi cũng là tông sư cảnh đỉnh phong. Mặc dù Bạch Trấn Phong thôi miên tôi nhưng thời gian không thể kéo dài, hắn cũng biết chuyện này. Nếu hắn muốn làm gì tôi thì có lẽ còn chưa cởi quần, tôi đã khiến hắn thành thái giám rồi. Hứa Bích Hoài cũng quở trách nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy vấn đề này anh hỏi quá thẳng thắn. Mặc dù vừa nãy cô nghe Chu Tước nói tới Bạch Trấn Phong cũng cảm thấy có thể xảy ra chuyện gì không hay, nhưng sẽ không nói ra như Lâm Thanh Diện. Thực xin lỗi, là tôi suy nghĩ nhiều quá. Lâm Thanh Diện hơi áy náy nhìn Chu Tước. Vì khi ở Chúng Thần Điện, anh với Chu Tước luôn đối nghịch với nhau nên đương nhiên sẽ nói như này. Chu Tước không thèm để ý tới Lâm Thanh Diện mà nói tiếp, Bạch Trấn Phong biết thân phận của tôi rất đặc biệt, cho dù hắn thôi miên tôi trong thời gian ngắn thì cũng không dám làm gì tôi, nhưng lợi dụng lúc này hắn đã vơ vét hết đồ trên người tôi, không để lại cho tôi một xu, coi như chơi tôi một vố. Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở ngoài nhà họ Bạch. Tôi vốn định quay lại giết chết hắn nhưng tinh thần lực của Bạch Trấn Phong thật sự quá quái dị, tôi không ứng phó được. Cho dù quay lại giết thì chắc chắn cũng sẽ phải theo cách của hắn, mà hắn chỉ biết đến sự tồn tại của Chúng Thần Điện thôi chứ không rõ sự khủng bố của Chúng Thần Điện. Lần đầu tiên hắn có thể nể mặt Chúng Thần Điện mà thả tôi, nhưng lần thứ hai thì chưa chắc. Cho nên tôi chỉ có thể kìm nén sự bốc đồng, trước tiên phải bình tĩnh lại, nghĩ cách đối phó với hắn. Nhưng tôi không có một xu dính túi. Ngay cả tiền ăn ngủ cũng không có, nhân viên làm việc của Chúng Thần Điện ở Kinh Đô rất ít, tôi không có điện thoại, cũng không liên lạc được. Sau này mượn được điện thoại của người khác gọi cho mấy sư huynh, trong thời gian ngắn họ cũng không giúp được tôi, họ nói anh ở Kinh Đô nên bảo tôi tới tìm anh. Tôi bị đói 2 ngày, ngủ 2 đêm ở hầm cầu, thật sự không còn cách nào khác mới nghe ngóng địa chỉ của anh rồi tới tìm anh. Nói đến cuối cùng Chu Tước tủi thân không thể giải thích được. Không ngờ cuối cùng cô vẫn phải tới nhờ Lâm Thanh Diện giúp đỡ, điều này khiến cô cảm thấy hơi mất mặt, dù sao thì thái độ của cô với Lâm Thanh Diện lúc đầu khá là kiêu ngạo. Vậy sao cô không tới tìm tôi ngay từ đầu mà phải nhịn đói những 2 ngày? Lâm Thanh Diện hơi khó hiểu hỏi. Chu Tước tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, vì thể diện, được rồi chứ. Bây giờ tôi đã đủ mất mặt lắm rồi anh còn hỏi câu này, tôi thấy anh cố ý thì có. Hứa Bích Hoài vội an ủi Chu Tước. Trách Lâm Thanh Diện không biết ăn nói, bảo Chu Tước đừng chấp nhặt với anh. Lâm Thanh Diện thật sự không nghĩ như vậy, anh chỉ đơn giản là hơi khó hiểu chứ không suy nghĩ nhiều, bây giờ thấy Chu Tước phản ứng như vậy cũng vội vàng xin lỗi. Không ngờ hổ cái cũng có lúc yếu đuối thế này, điều này lại khiến Lâm Thanh Diện hiểu Chu Tước hơn. Sau khi Chu Tước bình tĩnh trở lại, Lâm Thanh Diện bắt đầu thảo luận với cô ấy cách giải quyết chuyện của Bạch Trấn Phong, dù thế nào thì anh cũng đã tham gia vào Chúng Thần Điện. Bây giờ, đồng nghiệp gặp khó khăn, đương nhiên anh phải giúp đỡ. Lâm Thanh Diện cũng đã biết nhà họ Bạch từ trước, trong trí nhớ của anh, hơn 10 năm trước, nhà họ Bạch đã là gia tộc hạng 2 ở Kinh Đô, luôn đứng vững cho đến ngày nay. Trong suốt quãng thời gian ấy cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến Kinh Đô bấp bênh, không phải nhà họ Bạch may mắn mà là nhà họ Bạch có giấu một vị cao thủ có tinh thần lực và thực lực đạt đến cấp bậc tông sư cảnh. Nếu không phải Chu Tước tới tìm, Lâm Thanh Diện thật sự không biết ở Kinh Đô còn có nhân vật này. Tinh thần lực của Bạch Trấn Phong thật sự là một vấn đề rất phiền phức, cho dù thực lực của anh đã đạt tới hóa cảnh nửa bước cũng chưa chắc có thể ứng phó với tinh thần lực của hắn. Dù sao đây cũng là một dạng sức mạnh khác, người không hiểu phương diện này sẽ không có cách giải quyết. Chu Tước nghiêm nghị nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười, cũng chưa chắc, tôi lại thấy Bạch Trấn Phong này vẫn khá dễ giải quyết. Chu Tước liếc nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, tôi biết anh rất tự tin về bản thân, nhưng người có tinh thần lực thật sự rất đặc biệt, đến khi tiếp xúc rồi anh sẽ biết. Đương nhiên Lâm Thanh Diện biết những người có tinh thần lực rất đặc biệt, chỉ là bây giờ anh cũng có thể coi là có tinh thần lực, chưa chắc đã thua kém Bạch Trấn Phong, hơn nữa anh có ngưng hồn ngọc,
ở một mức độ nhất định thì có thể chống lại tinh thần lực này. Cô đừng lo lắng chuyện này, tôi nhất định sẽ giúp cô xử lý Bạch Trấn Phong, hắn làm rất nhiều chuyện ác, đương nhiên tôi sẽ không để hắn ở lại kinh đô. Cô đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, tối nay chúng ta sẽ tới nhà họ Bạch, gặp Bạch Trấn Phong một chút. Lâm Thanh Diện cười nói. Chu Tước trừng lớn hai mắt, anh chắc chứ? Cứ vậy đi đối phó hắn mà không cần chuẩn bị gì sao? Lâm Thanh Diện nghiêm túc gật đầu. Chu Tước có chút khó tin, không ngờ mình đã nói rõ thực lực của Bạch Trấn Phong như vậy rồi mà Lâm Thanh Diện vẫn không để tâm, dường như không để hắn ta vào mắt. Hứa Bích Hoài nhìn phản ứng này của Chu Tước thì cười với cô ấy, Lâm Thanh Diện sẽ không làm chuyện gì khi chưa chuẩn bị trước, anh ấy đã nói vậy thì chắc chắn phải có cách đối phó với Bạch Trấn Phong, cô cứ tin tưởng anh ấy đi. Tôi đưa cô đi tắm. Nói xong Hứa Bích Hoài dắt tay Chu Tước bước ra ngoài. Buổi tối, Lâm Thanh Diện và Chu Tước đi bộ trên đường, nhà họ Bạch cách nhà ông già họ Lâm không xa lắm, đi bộ là có thể tới. Nếu biết nhà họ Bạch có nhân vật nguy hiểm như vậy tồn tại từ trước, chắc chắn Lâm Thanh Diện đã tấn công nhà họ Bạch lâu rồi. Chu Tước hơi lo lắng, quay lại nhìn Lâm Thanh Diện rồi hỏi, anh có chắc là có cách đối phó với Bạch Trấn Phong không? Hai người chúng ta đến đó. Lỡ không ứng phó được hắn ta thì chẳng phải hai tay tự dâng đầu lên cho hắn à? Lâm Thanh Diện quay lại nhìn Chu Tước, trông tôi không đáng tin đến vậy à? Dù sao tôi cũng được điện chủ các cô đích thân mời gia nhập, cũng không như cô tưởng. Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, Chu Tước cũng không thuyết phục nữa mà tự lẩm bẩm, hừ, vậy thì nghe theo anh, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện thì ba anh trai của tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 900.